Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 556, bị chậm trễ. Mộ Dung Khanh nói, Tần Châu là một võ tướng, tần gia của nàng ta ở Bắc Mạc rất được trọng vọng bởi vì Bắc Mạc trọng võ. Nói cách khác là chỉ cần có chiến tranh thì địa vị của nàng ta sẽ cao hơn, người nói xem nàng ta sẽ đồng ý từ bỏ chiến tranh sao. Nàng ta bị ép buộc bởi vì sự lớn mạnh của tần tộc, chi thứ cũng nhiều, vừa hay có một căn nhà ở khí thành, hơn một nửa những người sống trong căn nhà đó từng bị nhiễm bệnh dịch, Tần Châu là một người có quan niệm gia tộc rất mạnh cho nên nàng ta mới đồng ý với đề nghị của Kỳ Vương gia. Tiện đây cũng nói một câu, phái chủ chiến cũng do nàng ta cầm đầu, không chỉ có trấn quốc vương gia và Tào hậu, hơn nữa, Tào hậu còn là biểu tỷ của nàng ta. Mộ Dung Khanh nói xong, một chút nhiệt tình của mọi người vừa dấy lên được lại bị dập tắt, bi quan quá. Bọn họ bị Kỳ Vương gia bán như lợn con, thật đau lòng. Giận, quá giận. Giận vô cùng nhưng dù tức giận đến đâu thì cũng không thể trở về, bọn họ đến đây theo hoàng mệnh, mang theo sự mong đợi của bách tính đại chu, mang theo khát vọng của bách tính bắc mạc. Làm người nên nhẫn nhịn một chút, chính là khi ngươi nói với người ta về nhân nghĩa đạo đức nhưng người ta lại coi ngươi là đồ ngốc. Nhưng điều càng khiến người ta phẫn nộ hơn vẫn còn ở phía sau. Kỳ vương ra vào cung diện thánh, hoàng đế và tào hậu tiếp kiến hắn ta ở ngự thư phòng, ở đó còn có cả thái tử. Kỳ Vương ra kinh hãi, không phải thái tử đã sớm lên đường tới Đại Chu rồi sao? Hắn ta đã từng cam đoan với hoàng đế Đại Chu là thái tử sẽ mau chóng tới đó, lúc này vẫn chưa đi thì chắc chắn hoàng đế Đại Chu sẽ cho rằng hắn ta chỉ nói mà không làm, vậy thì không ổn rồi. Thái tử chắp tay cười một tiếng, hoàng thúc không cần phải cảm thấy kỳ lạ, thất đệ đã lên đường rồi. Sở Nguyệt, Kỳ Vương ra ngơ ngác, không phải trước đó đã nói rồi sao? Là thái tử tới Đại Chu làm con tin. Tào hậu mỉm cười mở miệng, vương gia, trước kia chúng ta đã nói là nếu như có thể mời được an nhiên vương gia đến thì mới để thái tử tới đại chu làm con tin. Audio điện tử võ tấn bền Nếu an nhiên vương gia có thể đến thì thái tử còn phải đi nữa à? Hoàng hậu nương nương, chúng ta đã cam đoan với hoàng đế đại chu là sẽ đưa thái tử qua đó rồi. Kỳ vương gia cảm thấy rất không ổn. Không, người nghe lầm rồi, tào hậu vẫn cười như cũ, vẻ mặt bình tĩnh và thư thái, bản cung và hoàng thượng chưa từng nói như vậy. Hoàng thượng, kỳ vương gia bất ngờ nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế Bắc Mạc năm nay 53 tuổi nhưng do được bảo dưỡng rất tốt nên nhìn người giống như mới hơn 40, trên người ông ta mặc long bào màu đen, nhưng nghiêng người dựa vào ghế, không thèm để ý chút nào đối với sự sốt ruột lo lắng của kỳ vương ra mà chỉ hứng hờ nói. Hoàng hậu nói người nghe lầm thì chính là nghe lầm, nhưng cũng không sao, chưa có ai ở Bắc Mạc gặp qua thái tử cả, cho dù sở nguyệt đi thay thì người đại chu cũng sẽ không biết, làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn, cũng coi như là một chuyện tốt. Hoàng thượng, lần này kỳ vương ra đúng là giờ khóc giờ cười, sao lại chưa có ai từng gặp thái tử chứ? Đã có mấy vị thần tử của đại chu gặp thái tử rồi, không nói người ngoài, ngay cả tiêu hầu gia và trần thái quân cũng đã từng gặp thái tử. Tiêu hầu gia không ở trong chiều, không phải hắn ta đã lãnh binh đi ra ngoài rồi sao? Còn về phần Trần Thái Quân thì bà ta đã lớn tuổi rồi, cho dù có quan tâm tới chuyện trong chiều thì chắn chắn lão nhân ra cũng sẽ không hồ đồ kích động giấy lên tranh chấp giữa hai nước đâu, cho nên Hoàng đệ không cần phải lo lắng, chấm rất hài lòng với sự sắp xếp này của Hoàng hậu lần này. Kỳ vương chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một ngọn lửa giận, thật đúng là báo ứng mà, hắn ta lừa mộ dung khanh nên bây giờ cũng bị Hoàng thượng và Hoàng hậu lừa gạt. Hoàng thượng, nhiếp chính vương phi đến đây để giúp chúng ta chữa bệnh, có phải chúng ta cũng nên coi trọng chữ tín đúng không? Kỳ vương ra sâu xa nói. Kỳ vương ra nói như vậy xong lại bị ai cảm thấy mình rất ngu xuẩn, nói với bọn họ chữ tín làm gì chứ? Nếu như bọn họ có chữ tín thì đã không làm ra chuyện xỏ lá như vậy rồi. Hắn ta đột nhiên nản lòng thoái chí, những năm qua cũng không phải chỉ một lần nản lòng, nhưng thế thì sao chứ? Rất nhiều vị quân chủ của Bắc Mạc đều là người của phái chủ chiến, chỉ có thể dựa vào mấy người già nuôi yếu ớt như bọn họ để chống đỡ lại. Lúc Hoàng thượng đăng cơ, dã tâm cũng không lớn như thế, nhưng từ sau khi Tào Hậu có thế lực hơn không biết mỗi ngày bên gối đã tiêm nhiễm những thứ gì, lại tiến cử một tên đạo sĩ và một người chuyên mê hoặc lòng người vào cung, mỗi ngày đến cám dỗ Hoàng thượng, hầu hết mọi việc chính trị đều giao cho Tào Hậu, nói là ba người Tào Hậu và Trấn Quốc Vương ra cùng với Tần Châu sẽ giúp ông ta mở rộng lãnh thổ, ông ta sẽ được vang danh thiên cổ kỳ vương ra cảm thấy mình sắp không nhịn được thêm bao lâu nữa rồi. Bây giờ, phù thê nhiếp chính vương đã tới kinh đô, vậy hoàng thượng có thiết yến khoản đãi không? Kỳ vương ra nén giận hỏi. Hoàng đế suy nghĩ một chút, tổ chức thiết yến khoản đãi cũng không phù hợp cho lắm vì bây giờ đang có quốc nạn, bệnh dịch hoành hành, bách tính đều biết bọn họ đến đây để chữa bệnh, theo chấm thấy thì cứ để bọn họ nhanh chóng đến vùng dịch trợ giúp đi. Kỳ vương ra tức giận đến mức sắp phun ra một ngụm máu tươi, hoàng thượng, bọn họ là do chúng ta mời tới đây đấy, nếu để người khác biết Bắc Mạc chúng ta lạnh nhạt với bọn họ như thế, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ làm ô nhục thanh danh của Bắc Mạc chúng ta hay sao? Làm càn, Tào Hậu nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, thiết yến khoản đãi cũng phải xem thời điểm, đúng như lời Hoàng thượng nói, bây giờ bệnh dịch hoành hành, nếu để bách tính biết đại phu tới không tới vùng dịch chữa bệnh mà ngược lại còn ở trong cung thiết yến ăn uống, tội danh này ngươi có đảm đương được hay không? Thái tử cười nói, Hoàng thúc, người vẫn nên trở về sắp xếp đi, thiết yến trong phủ so với thiết yến trong cung không phải cũng giống nhau sao. Thịt rượu chuẩn bị tốt một chút là xong thôi. Kỳ vương ra tức đến mức mặt mày xanh mét, điện hạ, người ta ngàn dặm xa xôi thậm chí không hề nghỉ ngơi, chạy như bay đến bắc mạc ta chỉ vì cứu chữa nạn dân. Được rồi, đi đi, hoàng đế bỗng nhiên mất bình tĩnh, đến cùng là người thật sự không hiểu dụng ý của hoàng hậu hay là giả vờ không hiểu hả? Mộ dung khanh này là ai chứ? Hắn là nhiếp chính vương của Đại Chu đồng thời cũng là chiến thần của Đại Chu, thân phận của hắn quý giá như vậy cơ à. Nếu như chấm lại phụng hắn làm khách quý, chẳng phải hắn ở Bắc Mạc ta sẽ như vào chỗ không người ư? Chỉ sợ những thần tử kia sẽ đạp nát ngưỡng cửa nhà hắn, trong nội chính của Bắc Mạc ta dung không được bất kỳ sự can thiệp nào của người ngoài. Những thần tử trong miệng hoàng đế kia là chỉ người của phái chủ hòa, Đại Chu phái người đến rõ ràng là có mục đích đàm hòa. Những người của phái chủ hòa kia còn không chạy đến gặp hắn hay sao? Nếu như triều đình coi trọng mộ Dung Khanh thì sẽ để cho bọn họ sinh ra ảo giác, cảm thấy triều đình đang nghiêng về phía muốn đàm hòa, sẽ mất đi tiên cơ tiến có thể công lui có thể thủ. Nhưng bỏ mặc bọn họ thì có thể nói cho người của phái chủ hòa biết là triều đình không đi đến bước cuối cùng sẽ không đàm hòa, sẽ không lui binh. Đương nhiên, có thể trị hết bệnh dịch thì sẽ khác, nhưng bây giờ xem ra không phải chỉ một mình hạ thương mai đến đây mà còn mang theo mộ dung khanh và mấy người tiêu thác tô thanh tới cùng. Mục đích không đơn giản, bắc mạc là không thể cúi đầu trước. Đây là tôn nghiêm của bắc mạc. Kỳ vương ra nghe rõ ý tứ của hoàng đế, cũng biết ông ta sẽ không thay đổi chủ ý của mình liền tức giận nói, nếu hoàng thượng và hoàng hậu đã cho rằng như vậy, vậy thần đệ xin cáo từ. Thậm chí ngay cả lễ hắn ta cũng không làm đã quay người nhanh chân mà đi hoàng đế nhíu mày càng ngày càng không có quy củ những năm qua đã nâng hắn lên quá cao rồi lần này cũng phải thừa cơ ép hắn một chút chớ để hắn không biết thân phận của mình tào hậu nhàn nhạt cười hoàng thượng bất giận cần gì phải tức giận với hắn chứ kỳ vương vẫn còn ngây thơ cho rằng mộ dung khanh và hạ thương mai thật sự đến đây để chữa trị bệnh dịch nhưng hắn không hiểu nếu chữa trị bệnh dịch thì chỉ cần một mình hạ thương mai tới là được rồi mộ dung khanh đi theo tới đây làm cái gì chứ Ý của hoàng hậu là mộ dung khanh sợ Bắc Mạc, thật ra không dám nghênh chiến, cho nên đến đây để tìm cơ hội hòa đàm. Nếu là như vậy thì càng không thể gặp, hoàng đế Bắc Mạc nói. Chương 557, dã tâm của hoàng đế. Tào hậu nói, cho nên thần thiếp nghĩ rằng trước tiên cứ lạnh nhạt với bọn họ đã, dù sao bây giờ bọn họ cũng đang ở trong địa phận của Bắc Mạc, cho dù mộ dung khanh hắn có lợi hại hơn nữa thì còn có thể lật trời hay sao? Nàng ta khoát tay, ra hiệu cho thái tử đi ra ngoài, thái tử khom người lui ra ngoài. Tào hậu vỗ tay một cái, nói, người đâu, mời thanh phi nương nương đến đây. Hoàng đế nghe thấy mời thanh phi, khuôn mặt mới hòa hoãn xuống một chút, vẫn là hoàng hậu hiểu lòng chấm. Tào hậu bưng rượu lên, cười nhẹ nhàng uống một hớp, trong mắt lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh đã thu lại. Một lát sau, liền thấy thanh phi ôm đàn tiến vào. Nàng ta mặc một chiếc váy xòe màu xanh, Da thịt trắng nõn như tuyết, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ kiều nhuận, khuôn ngực đầy đặn, bộ váy xòe lộ ngực ôm sát lấy cơ thể để lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, búi tóc lười biếng ngả ra sau, càng nhìn lại càng thấy phong tình vạn trùng, vừa nhìn đã thấy yêu. Hoàng đế thấy nàng ta, hai mắt nhìn chằm chằm. Hoàng hậu cười đứng dậy, "Được rồi, thần thiếp còn có việc phải làm, thanh phi ngươi hầu hạ hoàng thượng cho tốt, hoàng thượng đang phiền lòng đấy." "Vâng, thần thiếp cung tiến hoàng hậu nương nương." Thanh phi phúc thân môi đỏ khẽ mở giọng mềm như nước chảy khiến cho người ta chỉ nghe giọng nói của nàng ta đã say mê trong đó hoàng hậu sâu xa nhìn nàng ta một cái chậm rãi rời đi váy áo quét lên cầu thang bằng đá bạch ngọc trong điện lộng lẫy ung dung không nói hết ra được thanh phi phúc thân thần thiếp tham kiến hoàng thượng hoàng đế thoải mái cười một tiếng ngoắc tay nói tới đây vâng hoàng thượng thanh phi đi qua ngồi lên trên đùi hoàng đế để đàn lên trên bàn rồi quay lại ôm lấy hoàng đế, quyến rũ cười một tiếng, nghe hoàng hậu nương nương nói là trong lòng hoàng thượng đang phiền, rốt cuộc là người nào khiến cho hoàng thượng phiền lòng như vậy hả? Hoàng đế đưa tay nắm lấy cái cằm của nàng ta một cái, không có gì phiền lòng cả, bây giờ chấm đang vui vẻ. Vui vẻ, đó là tin tức tốt gì vậy? Không bằng nói cho thần thiếp nghe một chút để thần thiếp cũng vui vẻ cùng hoàng thượng. Thanh Phi che miệng cười khẽ chấm dụ dỗ được nhiếp chính vương đại chu tới đây trên chiến trường không có mộ dung khanh đại chu muốn thắng cũng khó khăn hoàng đế nở nụ cười trong mắt hiện lên tia sáng thanh phi nghi ngờ nói nhưng không phải phu thê nhiếp chính vương đến đây để trị bệnh dịch sao đó chỉ là để trấn an dân tâm thôi cuộc chiến này dù thế nào cũng phải đánh về phần nhiếp chính vương và hạ thương mai tới đây cũng tránh để cho mấy người của phái chủ hòa cứ nói liên miên lải nhải mãi ở bên tai chấm hoàng đế hôn lên gương mặt của nàng ta một cái bàn tay đặt lên trên ngực nàng ta tùy ý xoa bóp thanh phi thẹn thùng cười một tiếng hoàng thượng bây giờ vẫn còn là ban ngày ban ngày thì sao chứ nàng là của trẫm hoàng đế bá đạo nói thanh phi hơi tránh né hoàng thượng thật là xấu không chỉ bắt nạt thần thiếp mà ngay cả kỳ vương ra cũng bắt nạt nếu như kỳ vương biết được ý đồ thật sự của hoàng thượng thì sợ là sẽ tức giận hỏng mất người hoàng đệ này của trẫm chính là một cây gỗ Hoàng đế ngừng tay, có vẻ hơi mất hứng, "Được rồi, nàng gảy cho ta nghe một khúc đi, chấm muốn uống chút rượu." Thanh phi đứng lên, "Vâng, hoàng thượng muốn nghe cái gì?" Kim Qua Thiết Mã, hoàng đế bá khí cười một tiếng, "Tổ tiên của Bắc Mạc đã giành được chiến thắng, chỉ có chiến tranh mới có thể xây dựng được công lao sự nghiệp. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta bị hoàng hậu giật dây nên mới không ngừng chinh chiến." Ngón tay nhỏ nhắn của thanh phi lướt qua dây đàn phát ra tiếng đàn êm tai từ lúc bắt đầu kim qua thiết mã liền đại khai đại hợp giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, không phải cầm nghệ hết sức xuất sắc thì sẽ không thể diễn tả được. Hoàng đế nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh kim qua thiết mã của Bắc Mạc bước qua biên giới Đại Chu, đánh giết về phía kinh đô Đại Chu. Đại Chu, chính là giấc mộng cuối cùng của ông ra, đất đai phì nhiêu, nữ nhân mỹ lệ, còn có cả liên đại tiểu thư vang danh thiên hạ kia. Chỉ gặp qua một lần, nhìn nàng vẽ tranh một lần mà cả đời không thể nào quên được, nếu không thể nếm được tư vị kia thì ngôi vị hoàng đế này của ông ta còn có ý nghĩa gì nữa. Kỳ vương ra rời khỏi ngự thư phòng, đứng ở cửa cung hồi lâu nhưng lại không biết phải đi con đường nào. Hắn ta không dám hồi phủ, không biết nên nói chuyện với nhiếp chính vương như thế nào, hứa hẹn trước đó đều giống như đánh giám vậy. Bất đắc dĩ, hắn ta đành phải tới chỗ Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Ở trong phòng nói chuyện với Hoàng Thái Hậu một hồi, Hoàng Thái Hậu mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi, Hắn ta chỉ có thể tới Ngự Hoa Viên đi dạo. Hắn ta biết, trận chiến này sẽ không dừng lại. Mộ Dung Khanh tới Bắc Mạc, nắm quân soái của đối phương trong tay, phần thắng của Bắc Mạc rất cao. Chỉ là, cứ như vậy, chỉ sợ sẽ không cứu nổi những bách tính ở trong khu bệnh dịch. Dịch bệnh sẽ khuếch tán, phải làm thế nào mới ngăn chặn được tình huống này? Thật chẳng lẽ hoàng thượng định hy sinh trăm ngàn sinh mệnh trăm họ? Hắn ta chắp tay sau lưng, không biết nên làm thế nào mới tốt hắn ta thật sự không có cách nào để đối mặt với cục diện dối rắm này. Hắn ta sợ nhất là sẽ cột phụ tín nhiệm của người ta, nhất là đối phương còn là nhiếp chính vương của Đại Chu. Từ Hoàng Thái Hậu chỗ ra, liền gặp Thanh Phi mang theo cung nữ đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Thanh Phi nương nương, kỳ vương chắp tay. Thanh Phi nhàn nhạt gật đầu, vương ra cũng tới thỉnh an Hoàng Thái Hậu à. Đúng vậy, Hoàng Thái Hậu đã đi nghỉ rồi, ngày khác Thanh Phi nương nương hãy trở lại đi. Kỳ Vương nói, Thanh Phi hơi thất vọng, người đi nghỉ rồi à, vốn còn định đánh đàn cho lão nhân ra người nghe, thôi, vậy bản cung trở về đây. Thanh Phi nương nương đi thong thả, Kỳ Vương nói, xin Kỳ Vương chờ ở đây một lát, Tiểu Linh, trở về lấy một phần nhân sâm tặng cho Kỳ Vương để Kỳ Vương mang về cho Thái Phi. Thanh Phi phân phó nói, được, Kỳ Vương trả lời, Thanh Phi nhìn hắn ta một cái, quay người đi. Kỳ Vương đợi một lát liền thấy cung nữ Tiểu Linh bên người Thanh phi cầm một cái hộp tới. Đây là lần trước Thái phi vào cung đã hỏi xin Thanh phi nương nương, có lẽ Thái phi biết Thanh phi nương nương được hoàng thượng ban thưởng nhân sâm ngàn năm nên đã hỏi xin Thanh phi nương nương ở ngay trước mặt hoàng thái hậu. Tiểu Linh nói, giọng điệu có chút giận dữ. Kỳ Vương thản nhiên nói, người thay mặt bản vương cảm ơn Thanh phi nương nương. Vương gia không cần khách khí, chỉ có điều thân thể nương nương cũng không tốt thứ này vốn là do Hoàng thượng ban thưởng cho Thanh Phi nương nương bồi bổ thân thể, cho nên một tiếng cảm ơn này, Thanh Phi nương nương vẫn nhận nổi. Tiểu Linh nói xong, ngạo nghễ quay người đi. Trên mặt kỳ vương ra không hề có biểu cảm gì, bưng lấy hộp nhân sâm đi ra ngoài. Vừa mới đi không được mấy bước, liền thấy thái tử đang đuổi theo phía sau, hoàng thúc, ta cũng muốn xuất cung, chúng ta đi cùng nhau đi. Kỳ vương nhìn thái tử một chút, cúi đầu ủ rũ nói, được, đi thôi hai người đi ra ngoài thái tử nhìn cái hộp trên tay kỳ vương nói đây không phải là nhân sâm phụ hoàng ban cho thanh mẫu phi hà sao lại ở trong tay hoàng thúc thanh phi nương nương nói đưa cho mẫu phi bảo bản vương cầm về kỳ vương tâm sự nặng nề nói ồ thái tử cười cười hai mắt lóe lên ta nghe nói đây là nhân sâm ngàn năm đấy ta cũng chưa từng nhìn thấy nhân sâm ngàn năm bao giờ không biết hoàng thúc có thể mở ra để bản vương xem một chút không kỳ vương dừng lại nhìn thái tử, nếu không, hay là tặng cho thái tử được không? Thái tử liên tục khoát tay, làm như vậy không được, đây là đồ vật thanh mẫu phi tặng cho thái phi, sao bản vương có thể lấy được chứ? Nhưng ta muốn xem một chút để tăng thêm kiến thức. Kỳ vương ra mở hộp ra, nhân sâm ngàn năm này bản vương cũng chưa từng thấy qua, mẫu phi cũng thật là, đây là đồ vật hoàng thượng ban thưởng cho thanh phi nương nương, sao lại muốn xin cơ chứ? Trong hộp có một củ nhân sâm, cũng không quá lớn nhưng có rất nhiều rễ, toàn thân nhăn nheo trông không giống nhân sâm mà giống một ông già hơn. Thái tử nhìn chằm chằm vào cái hộp kia, sau đó cười, đây chính là nhân sâm ngàn năm nhân sao. Bề ngoài trông xấu xí quá. Kỳ vương ra cất chiếc hộp đi, những thứ bề ngoài xấu xí thường là đồ tốt. Thái tử cười cười, đúng rồi, bản vương nhớ ra mình còn có chút chuyện phải làm, không thể cùng hoàng thúc suốt cung được rồi, hoàng thúc đi thong thả. Kỳ vương ra ừ một tiếng, được, vậy bản vương đi đây chương 558, đáp trả lại. Thái tử nhìn theo bóng lưng kỳ vương, cười lạnh một tiếng, quay người đi vào hành lang bên trong. Ở cuối hành lang, thấp thoáng một bóng vai áo. Mẫu hậu, con đã nhìn rồi, trong hộp đúng là nhân sâm. Thái tử khom người nói. Tào hậu ư ừ một tiếng, vậy là được. Thái tử nghi ngờ nói, mẫu hậu đang nghi ngờ gì vậy? Hay là nghi ngờ thanh phi thông đồng với kỳ vương? Hoàng nhi, cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Chỉ là, không phải Mẫu hậu vẫn luôn dạy bảo nhi thần rằng dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người sao? Đã để Thanh phi ở bên người phụ hoàng thì vì sao còn phải phòng bị nàng ta chứ? Hoàng hậu chậm chậm quay người, đi lên phía trước, phụ hoàng con có thích Thanh phi không? Thích, đương nhiên là thích rồi. Nếu phụ hoàng con thích nàng ta thì có nghĩa là nàng ta đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng phụ hoàng con, có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của phụ hoàng con hơn nữa cũng sẽ thu được rất nhiều tin tức mà người bên ngoài không biết từ chỗ phụ hoàng con nếu thanh phi có lòng phản bội đi tiết lộ những tin tức này ra ngoài sẽ làm trở ngại đến sắp xếp của bản cung thái tử thốt lên một tiếng thì ra là thế tào hậu từ ái nói con ấy à tuổi còn rất trẻ chăm chỉ học tập đi một ngày nào đó con cũng sẽ có thủ đoạn như phụ hoàng con phụ hoàng có thủ đoạn gì chứ con không phải bị mẫu hậu kiềm chế sao thái tử khinh miệt nói Tào hậu nhẹ nhàng lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, đừng nghĩ phụ hoàng con đơn giản quá như vậy, nếu mẫu hậu không dẫn Thanh Phi và Thạch Đạo Nhân tiến cung, mê hoặc phụ hoàng con, sao bây giờ ông ta có thể nghe lời bản cung như thế chứ? Thái tử cái hiểu cái không gật đầu, nhưng nhi thần cũng không cần lo lắng, mọi thứ đều có mẫu hậu chuẩn bị vì nhi thần rồi. Chính con cũng phải tiến bộ, đừng ngại cùng hoàng thúc con học tập nhiều thêm một chút, mấy vị hoàng thúc của con đều là người xuất sắc cả. Gió, thái tử đáp, sau khi kỳ vương ra xuất cung lập tức lên xe ngựa dặn dò phu xe đi mau phu xe tuân lệnh dơ roi ngựa lên đi kỳ vương mở hộp lấy nhân sâm ra dò xét dưới đáy hộp gấm một chút lấy tờ giấy ra hắn ta nhanh chóng nhìn qua một chút sau đó nhét vào túi trong tay áo xem hết tờ giấy này tâm trạng của hắn ta càng nặng nề hơn suy đoán của hắn ta không hề sai hoàng thượng thật sự định cưỡng ép mộ dung khanh ở lại bắc mạc sau đó tần châu tiếp tục khai chiến hơn nữa, đây không phải là chủ ý của Tào Hậu mà là của Hoàng Thượng. Trước đó bọn họ vẫn cho rằng Hoàng Thượng bị Tào Hậu mê hoặc nên mới có thể làm ra rất nhiều quyết định hồ đồ như vậy, nhưng sợ là Tào Hậu vẫn còn kém xa Hoàng Thượng. Trở lại vương phủ, hắn ta hít sâu một hơi rồi mới cất bước đi vào. Đám người mộ dung khanh đã ăn cơm xong, đám gia đình cũng đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ xong, ở tại tích dương quán của vương phủ. Tích dương quán là tòa nhà lớn nhất trong vương phủ, có 12 gian phòng, một chính sảnh hai thứ sảnh, vườn hoa độc lập, chiếm cứ hết một phần ba diện tích của vương phủ. Sắp xếp mộ dung khanh ở đây cũng có thể nhìn ra sự coi trọng của kỳ vương ra đối với mộ dung khanh. Mộ dung huynh, vương phi, ở đây đã quen chưa? Kỳ vương ra vừa vào cửa trưng lên khuôn mặt tươi cười hỏi. Mộ dung khanh đang lau kiếm trong sân, thấy hắn ta tiến đến cũng chỉ lạnh nhạt ngước mắt lên, quen à? Có cái gì quen hay không quen chứ, có một số việc từ từ rồi cũng thành quen thôi, như bị lừa vậy kỳ vương ra ngượng ngùng cười chuyện này mộ dung huynh đúng là chê cười rồi kỳ vương nói thật ra đi bản vương biết ý định của hoàng đế bắc mạc ta cũng không ngại nói trắng ra hoàng đế của các người muốn giữ chân bản vương ở đây để tiếp tục tiến công chắc hẳn ngay lúc bản vương bước hai chân vào lãnh thổ bắc mạc đã bắt đầu truyền chỉ cho tần châu tiến công rồi đúng không mộ dung khanh vừa nói vừa thử kiếm động tác như mây trôi nước chảy động tác liền mạch chỉ tiện tay khẽ múa mà đã cảm thấy kiếm khí bức người. Kỳ vương ra nghe xong lời này, bó tay toàn tập, chuyện ấy hắn ta cũng không biết, hắn ta nói, sợ là tần châu tướng quân sẽ không tấn công vì dù sao một nhà tần gia cũng vẫn còn đang ở khí thành. Trong thánh chỉ hoàng đế cũng đã nói là hạ thương mai đại chu hoàn toàn không chữa được bệnh dịch, đến lúc đó tần châu còn gì phải cố kỵ nữa. Nàng ta vốn muốn đánh trận này, mộ dung khanh cười lạnh. Kỳ vương ra kiên trì, mộ dung huynh, bản vương có lỗi với các người lần này bản vương cũng bị hoàng thượng và tào hậu lừa gạt mộ dung khanh thu kiếm bỗng nhiên cười rộ lên không sao kỳ vương ra khẽ giật mình mộ dung huynh mộ dung khanh dựng thẳng thanh kiếm lên gác tay đi vào nói sau khi hạ ý chỉ xuống không tới mấy ngày hoàng đế bắc mạc sẽ nhận được tin tức tốt mộ dung huynh huynh nói rõ ràng một chút đi kỳ vương đuổi theo vào mộ dung khanh trở tay đóng cửa lại bản vương mệt rồi kỳ vương bị chặn ngoài cửa nhưng không thể tức giận ai bảo hắn ta đuối lý trước chứ mộ dung khanh tiến vào sảnh ngồi trên ghế bành thương mai đang xem sách ở bên cạnh cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa kỳ vương và mộ dung khanh liền cười nói người làm khó hắn ta cũng vô dụng thôi người không thấy hắn ta sao không cần phải vô duyên vô cớ bạc thêm mấy sợi tóc ngu xuẩn mộ dung khanh hừ lạnh một tiếng vô cùng ngu xuẩn thế mà lời hoàng đế bắc mạc cũng tin không phải người cũng tin sao thương mai cười nói mặc dù bản vương tin nhưng bản vương làm việc chưa bao giờ đuổi tận giết việt không để lại một đường lui cho mình chờ xem hoàng đế bắc mạc định cưỡng ép bản vương ở đây rồi tấn công đại chu bản vương sẽ cho hắn biết thế nào là bị đánh bại nếm thử tư vị ngậm bồ hòn làm ngọt thương mai tò mò hỏi cái gì mà ngậm bồ hòn làm ngọt nếu như tần châu tiến công thì sẽ như thế nào giữ bí mật mộ dung khanh cười nàng đó cứ chuyên tâm chờ đợi tin tức đi. Ta thực sự không quan tâm, sách thuốc ôn yến để lại cho ta có rất nhiều ghi chép liên quan tới bệnh dịch, ta phải nhanh chóng xem mới được." Thương Mai nói. "Ừm, um, đêm nay tới vùng dịch đi." Mộ Dung Khanh nói. "Được, Thương Mai hy vọng càng sớm càng tốt, nhưng chỉ sợ bên phía Kỳ Vương không phối hợp. Nếu những người bị bệnh dịch là con dân của Đại Chu bọn họ, chắc bên phía Bắc Mạc sẽ thấy rất nhẹ nhõm nhỉ." Thương Mai bản vương muốn cùng nàng phân tích ý đồ của hoàng đế bắc mạc một chút, bây giờ ông ta không tin nàng có thể chữa được bệnh dịch nhưng ông ta vẫn tuyên bố với bên ngoài, nói nàng có thể chữa được bệnh dịch, để mọi người có hy vọng, để mọi người tin tưởng nàng, nhưng nếu nàng không nghiên cứu chế tạo được đơn thuốc thì sự tin tưởng của bọn họ với nàng sẽ biến thành oán hận, hy vọng trước đó lớn bao nhiêu thì cuối cùng oán hận cũng sẽ lớn bấy nhiêu, lửa giận của bách tính sẽ đốt chúng ta chết tươi. Trái lại, nếu như nàng có thể nghiên cứu ra đơn thuốc thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ âm thầm phái người cướp đi, đoạt lấy công lao này, sau đó thông báo với bách Tính của Bắc Mạc, Hạ Thương Mai nàng cũng sẽ không nhận được lợi ích gì, thế là chúng ta sẽ bị dân chúng Bắc Mạc phỉ nhổ, cho nên dù kết quả thế nào thì đều không có lợi với chúng ta." Thương Mai gật đầu, cảm thấy Mộ Dung Khanh phân tích rất kỹ càng. "Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chúng ta mặc kệ trận bệnh dịch lần này ư?" nhưng cho dù mặc kệ thì bây giờ chúng ta đã tiến vào lãnh thổ bắc mạc rồi muốn rời đi sợ là cũng không dễ dàng thương mai hỏi bệnh dịch này chúng ta phải chữa dù sao thì những bách tính kia cũng là người vô tội nàng yên tâm bản vương tự có tính toán mấy ngày kế tiếp nàng cùng nhu giao và loan loan đi tới vùng dịch đi bản vương và tiêu thắc cùng tô thanh sẽ đi xem xét các nơi đây là lãnh thổ bắc mạc người nhất định phải cẩn thận đấy thương mai nói yên tâm năng lực của bản vương thế nào nàng còn không biết sao. Mộ Dung Khanh đưa tay sờ lên vết sẹo trên tay cô, hoàng đế bắc mạc dám lừa gạt bản vương, bản vương cũng nên đáp lại chứ. Đáy mắt, nhất thời ánh lên vẻ độc đoán. chương 559, An Công Chúa. Khu vực dính bệnh dịch nằm ở khu Đông Nam, phía đông bắt nguồn từ núi Hạnh Lan dài đến An Thành. An Thành nằm cách Kinh Thành chưa đến 50 cây, giáp với Khí Thành, huyện La, Khí Thành, An Thành nằm trên cùng một con đường, bởi thế, đây cũng là vùng bị động đất nghiêm trọng nhất, người dân gặp nạn cũng nhiều nhất. Bởi vì số lượng người chết tương đối nhiều, cộng với việc đã phái một nhóm binh lính quay trở về kinh thành nên bệnh dịch truyền nhiễm tương đối nhanh. Mộ Dung Khanh và Thương Mai đã ra ngoài từ sáng sớm, lúc Kỳ Vương ra đến Tích Dương quán, người ở Tích Dương quán đã đi hết từ lâu. Hỏi người làm mới biết hóa ra Mộ Dung Khanh đã đưa vương phi của mình đi từ sáng sớm rồi. Huyện La, khí thành huyện An đều là khu vực bị nạn nghiêm trọng, vì An Thành nằm dưới chân thiên tử, để được triều đình chú trọng, người dân gặp nạn ùa đến như tổ ong, đương nhiên kinh thành sẽ không chứa chấp nhóm người dân gặp nạn khổng lồ như thế, ai bị mắc bệnh dịch, ai là người khỏe mạnh, không cần nói cũng biết, giữa tình hình này, Tào Hoàng hậu ra lệnh đóng cửa thành, chỉ có ra không có vào. Điều này cũng có nghĩa là đây chính là lần danh phong tỏa với thế giới bên ngoài, ngăn cách thiên đường và địa ngục. Nhóm người mộ dung khanh vượt đường xa đến đây, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, mặc dù ở ngay dưới chân thiên tử, nhưng không được gặp hoàng thượng, cũng chẳng được gặp đại thần, càng không được gặp người dân chăm họ trong kinh thành. Gặp được còn chưa chắc được thương hại, không được gặp chẳng phải sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra hay sao. Thương mai muốn đến khu bệnh dịch, nhưng mà bắt buộc phải có người của triều đình dẫn đi mới có thể tham gia trị liệu. Nhưng dường như kỳ vương gia đã ngã lòng rồi, bọn họ chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi bởi thế ngày hôm nay nhóm người bọn họ mang theo đặc sản ở đại chu đến phủ công chúa an dương công chúa an dương còn được gọi là an công chúa em gái ruột thịt của hoàng thượng an dương công chúa này cũng là một quái nhân người ở bắc mạc đều nói như thế nàng ta không thành thân cũng không xem mặt biết bao nhiêu tài tử danh ra vọng tộc mang theo vàng bạc châu báu quỳ trước trước phủ công chúa chỉ để được nhìn thấy phong thái nhưng chỉ nhận quà, nhưng lại không ra mặt. Bắc Mạc có hai kẻ keo kiệt nổi tiếng, một người là Lộ Thái Phi, Lộ Thái Phi chính là mẹ ruột của kỳ vương gia, bây giờ đang sống trong kỳ vương phủ. Người còn lại, chính là công chúa An Dương. Nàng ta thật sự rất buồn xỉn, giàu có như thế mà lại sống một cách keo kiệt, chẳng có bao nhiêu người hầu kẻ hạ, ra ngoài gần như chỉ cưỡi la, đến xe ngựa cũng không chuẩn bị, nàng ta nói nuôi ngựa chỉ tổ tốn bạc. Tiền lương của hạ nhân do triều đình cấp, bởi thế nàng ta mới miễn cưỡng giữ lại vài người theo lý mà nói phủ công chúa tôn quý ít nhất cũng phải có vài trăm kẻ hầu người hạ mới phải thế nhưng nàng ta lại chỉ giữ một cung nữ thân cận một người làm vườn một đầu bếp hai nữ nhân dọn dẹp một nha đầu hầu hạ trong phòng bên cạnh mình đến người gác cổng cũng không có thị vệ càng không thể có có nhiều thị vệ như mộ dung tráng tráng ở đại chu càng không thể nào đầu tiên không nói đến việc ai phát lương phải chi bao nhiêu tiền để ăn cơm chứ? Trong phủ có đồ đạc gì quý giá không? Không có. Không có một món nào cả. Hoàng thượng không thưởng à? Không có ai giao cho nàng ta à? Không, có thưởng cũng có người giao rồi, nhưng nàng ta đều mang đi bán hết. An công chúa cho rằng trên đời này không có thứ gì thân thiết hơn là tiền bác. Người thân sẽ chết, người yêu sẽ thay đổi, chỉ có tiền bạc mới luôn luôn là mình sinh ra. Nhưng nàng ta giấu đi một ít đồ cổ, còn việc giấu nó ở đâu thì chẳng có ai biết cả. Bởi vì có kẻ trộm trong kinh thành biết phủ công chúa chẳng có thị vệ nên muốn đến tháo chút đồ, nhưng tìm khắp phủ, không ngờ phủ công chúa lớn như vậy mà lại chẳng có món nào đáng tiền. Tên ăn trộm thức tối vô cùng, nghĩ bụng hay là lấy quần áo thượng hạng mang đi bán kiếm chút tiền ăn cơm cũng được, kết quả vừa mới mở tủ quần áo ra, tên ăn trộm chỉ khóc lóc bỏ đi. Tổ mẫu của hắn còn mặc đồ sang hơn công chúa nữa. Đúng thế, sự keo kiệt của an công chúa đã lên đến mức đỉnh cao trong kinh thành trong kinh không không có ai trong nước này keo kiệt hơn nàng ta đám người mộ dung khanh đến trước phủ công chúa từ sáng sớm cửa phủ đóng kín tô thanh liếc mắt nhìn thử cửa phòng ở đâu thế này tiêu thác đáp còn sớm như vậy chắc là chưa ngủ dậy đâu nhỉ lúc này là lúc nào rồi còn chưa dậy à nhu giao không tin nàng ta bước đến gõ khóa cửa có đầu hình thú bằng đồng có ai không có ai không không có tiếng động nào ở bên trong cả nhu dao nghiêng tai lắng nghe nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nhu dao nói sao phủ công chúa lại lỏng lẻo như thế này không ngờ người gác cổng lại nấp ở bên trong rồi tiêu thác nói đợi đi nghe thấy có tiếng người ở bên trong kia quả nhiên một lát sau cánh cửa đã mở ra một bác gái đi ra mở cửa tóc tai đã trắng bà ta hít mắt nhìn bọn họ ai đấy mọi người đều sững sờ không ngờ người gác cổng lại là một nữ nhân đứng tuổi. Nhu Giao không nghĩ nhiều mà bước đến trước mặt bà ta rồi nói, chào bác, chúng tôi là sứ thần Đại Chu, muốn gặp mặt công chúa. Người ở Đại Chu à, bác gái ồ một tiếng rồi thẳng lưng nhìn bọn họ, ừm, um, mấy người vào trong trước đi, lão nô sẽ đi mời công chúa ra. Mọi người thấy lưng bà ta đã gù rồi, thầm nghĩ bụng sao công chúa lại để cho một bà lão già thế này đi gác cổng chứ. Nếu như có việc gì gấp cần bà ta đi thông báo, sợ rằng mất cả nửa tiếng đồng hồ cũng chưa quay trở lại. Chỉ có điều, sau khi vào phủ công chúa, mọi người đều không nghĩ ngợi về chuyện bà lão làm gác cổng nữa, bởi vì nhìn ở vẻ bề ngoài, phủ công chúa cũng khá đẹp, dù gì đây là tòa phủ mà hoàng gia đã ban cho, mỗi một viên gạch đều được lựa chọn cẩn thận. Nhưng sau khi vào trong phủ, nhìn thấy sân vườn và sảnh chính, tất cả mọi người đều chố mắt. Chiếc sân lớn thật phóng mắt nhìn đi cũng không nhìn thấy điểm cuối, nhưng mà đâu đâu cũng trồng rau, không hề có một đóa hoa nào cả, nếu như cải thiệt tính là hoa cũng xem như là có. Ngoại trừ rau ra, nơi này còn có một hàng cây ăn quả, cây táo, cây lê, táo gai, phỉ, còn có cả bạch quả. Một người phụ nữ ăn mặc thô sơ đang tưới nước trong sân, trong bộ dạng của người ấy giống hệt như đang trồng cà tím. Bà lão ban nãy đi đến sau lưng người ấy rồi nói, công chúa, có người đến tìm người mọi người đều xứng sờ, người phụ nữ ấy là công chúa sao? Đây là An Dương công chúa à? Mặc dù Bắc Mạc không phải là quốc gia giàu có nhất, nhưng mà bắt đầu từ thời Minh Tiêu Đế, Bắc Mạc đã lên đến đỉnh cao xa hoa rồi. Đến triều đại này, Tào Hoàng Hậu vẫn ăn mặc xa hoa, khí phách. Không phải lụa thật nhất quyết không mặc, món ăn không tươi không nổi tiếng sẽ không ăn, người dân trong cả nước đều biết tính tình bà ta, đến người dân đại chu còn biết nữa là. Tào Hoàng Hậu đắc thế, tất nhiên ai ai cũng tâng bốc, người người học theo bà ta, nhất là những người trong hoàng gia. Nhưng không ngờ An Dương công chúa lại sống tiết kiệm đơn sơ như thế. Giống hệt như một nốt chu sa giữa khoảng xanh um. An Dương công chúa thẳng lưng lên, chậm rãi quay người lại. Ánh mắt mọi người đều sáng bừng, ban nãy nhìn nàng ta từ sau lưng cứ ngỡ đâu nàng ta là một người phụ nữ già, chủ yếu là tại vì mái tóc rối bù và quần áo thô sơ thấy, Bây giờ nàng ta quay người lại mới biết dung mạo của nàng ta khá xinh xắn, lông mày đậm mắt to, mặc dù không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhan sắc vẫn thuộc hàng đầu. Hơn nữa trông nàng ta có vẻ rất sang trọng, mặt trái xoan, mắt đan phượng, lông mày đen, dù mặc quần áo chất phác nhưng cũng không thể nào che lấp nổi khí chất của nàng ta. Dường như nàng ta là công chúa trời sinh, được rồi, vốn dĩ nàng ta đúng là công chúa trời sinh kia mà. An Dương công chúa nhìn mộ dung Khanh quan sát hắn một lúc rồi mới nói, người chính là Nhiếp chính vương Mộ Dung Khanh của Đại Chu ư? Mộ Dung Khanh xin chào công chúa. Mộ Dung Khanh chắp tay hành lễ. Chương 560, buổi quốc yến ngượng ngùng. Đám người chắc chắn đây là An công chúa, mới lũ lượt hành lễ, An công chúa cũng chào từng người một, hiếm khi nàng ta không có chút làm giá nào như vậy. An công chúa quả thực là không có làm giá, nàng ta thậm chí chỉ coi mình là nữ tử nhà bình thường mà thôi công chúa vừa nhìn liền nhận ra bổn vương sau khi ngồi xuống mộ dung khanh mới khẽ ngạc nhiên mà hỏi dạ hương vương là đệ đệ ngài sao bây giờ hắn ta đang ở đâu ăn công chúa hỏi dạ vương chết rồi loan loan thay mộ dung khanh trả lời thần sắc yêu thương tiêu thác nhìn sang an công chúa lại nhìn loan loan ghé sát bên tai nàng ta nhẹ giọng nói thần sắc khi nàng nói dối thật là tự nhiên đó nha cơ thể loan loan cứng đờ khuôn mặt cứng đờ chỉ coi như không nghe thấy an công chúa lạnh lùng cười chết rồi nếu như thật sự chết rồi thì chết cũng rất tốt lúc đó giả vương bảo mọi người thông báo an công chúa nói nếu như an công chúa hỏi về hắn ta thì nói hắn ta chết rồi lúc đó mọi người đều cảm thấy là nợ tình nhưng bây giờ xem ra an công chúa không giống như thích hắn thương mai trực tiếp hỏi không biết giữa giả vương và an công chúa có ân oán gì công chúa lại hận hắn đến tận xương tủy như vậy Ăn công chúa nghiến răng nói, tên đó, lừa gạt bổn cung cả trăm lượng bạc, chưa từng có ai có thể rút bạc khỏi tay ta, người nói ta có thể không hận hắn sao? Hả? Mọi người chố mắt nhìn nhau, là sao? Chỉ là trăm lượng bạc mà thôi, sao lại làm đến nỗi người sống ta chết thế? Tô Thanh vội vàng lấy ra ngân phiếu một trăm lượng, công chúa, đây là ngân phiếu của đỉnh Phong Hào, người có thể đổi ở đỉnh Phong Hào ở Bắc Mạc. Bắc Mạc còn chưa có đỉnh Phong Hào mà tiêu thác vỗ tay hắn ta một cái. Không cần, một trăm lượng bạc đó, hắn đã trả cho ta từ lâu rồi, bây giờ không còn là chuyện một trăm lượng bạc nữa, mà là bị người ta biết hắn gạt ngân lượng từ trong tay ta đi, mặt mũi ta phải để ở đâu chứ. Tất cả mọi người đều biết, ngân lượng của An công chúa chỉ có vào chứ không có ra, công sức nhiều năm như vậy, bị giả vương hắn phá công rồi. Đám người nghĩ tới khi giả vương nói về An công chúa, mọi người đoán chỉ là vấn đề nợ tình, Hắn ta còn dương dương tự đắc không hề phủ nhận, ai nấy đều không khỏi nghĩ, nợ tình nào chứ? Rõ ràng là nợ tiền mà. Nhắc tới mấy chuyện vật này, An công chúa hiển nhiên rất tức giận, nhưng lúc nói chính sự, quả thực như giả vương nói, nàng ta không thể chối từ mà giúp đỡ. Bọn họ đến chữa trị dịch bệnh, nhưng bá tánh Bắc Mạc căn bản không biết bọn họ tới, hoàng đế cũng một mực phớt lờ bọn họ mà đi làm chuyện khác, cho nên Thương Mai nói với An công chúa, hy vọng nàng ta có thể gây áp lực dư luận. Thứ nhất, để bá tánh biết bọn họ tới rồi, thứ hai, muốn hoàng đế Bắc Mạc đích thân mời bọn họ đi khu dịch chữa trị dịch bệnh. Đi vào khu dịch, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, triều đình đã phái người đến vùng dịch, muốn những người này nghe lời, hợp tác nghiên cứu chữa trị của cô thì nhất định phải lấy được ý chỉ của hoàng đế Bắc Mạc. An công chúa nghe lời của Thương Mai, thành thật mà nói, bổn cung đã tiến hành điều tra về khu vực dịch bệnh. Ba nơi khí thành, La huyện An Thành là những bang và quận bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nhưng không có nghĩa là không có những nơi khác. Không chỉ vậy, ngoài bệnh dịch, chuột bây giờ còn hoành hành, cắn xác chết rồi cắn người. Tuy bổn cung không hiểu về y thuật chữa bệnh nhưng cũng biết như vậy sẽ lây bệnh. Tóm lại là bệnh mà càng lây lan hơn trước, là đại đại bất lợi cho bá tánh Bắc Mạc ta. Hoàng thượng dự định thế nào? Mộ Dung Khanh hỏi. An Công chúa cười lạnh. Đối với ông ta, tính mạng của bá tánh là cục đá ngáng chân ông ta đi tới bậc thềm của bá chủ thật độc ác, tiêu thác nghĩ nghĩ cũng biết, hoàng đế bắc mạc sẽ đối đãi với mấy bệnh nhân bị dịch này thế nào. Muốn hoàn toàn tiêu trừ đi loại bệnh độc này, cách tốt nhất chính là thiêu dụi tất cả những người bị nghi nhiễm hoặc là đã nhiễm bệnh. Người chết rồi, thì dịch bệnh đương nhiên không còn nữa. Chỉ cần ông ta có thể xâm nhập Đại Chu, sau này bá tánh của Đại Chu cũng chính là quốc dân của ông ta. Bá chủ, chưa hề so đo đến việc mất đi mấy mạng người. Quan trọng nhất là, nếu như hoàng thượng có dự tính này thì bây giờ trong khu dịch bệnh không phải là đại phu đang giúp đỡ mấy người dân bị nạn đó mà là con dao trên tay quan binh ăn công chúa ta sẽ cố gắng hết sức vì dịch bệnh nhưng có hai chuyện người phải làm tốt cho ta thương mai lập tức nói được các người về đợi tin trước ngày mai bổn cung bảo đảm tất cả mọi người đều biết các người mang lời chúc tốt đẹp của hoàng đế đại chu đến ăn công chúa chắc nịch mà nói Thương Mai chưa từng gặp qua nữ tử nào sảng khoái như vậy, liền sinh ra lòng kết giao. Nhưng, sau khi bọn người Thương Mai đi ra ngoài, thì một đơn thanh toán được đưa ra ngoài. Một chuyện 300 lượng, hai chuyện 600 lượng, đây là muốn chúng ta cho ngân lượng sao? Thương Mai cười phụt, để bổn vương, mộ dung khanh cầm lấy bút trên tay hạ nhân, bên dưới viết một chữ nợ, sau đó ký tên của giả vương, ghi kỳ hạn trả nợ rồi gọi hạ nhân tới dạ vương sẽ hận chết chàng đó thương mai cười nói hắn dù gì cũng khiến người ta hận rồi thêm một chút cũng chả sao mộ dung khanh nhún nhún vai ăn công chúa làm việc thật sự rất sảng khoái khoảng trưa ngày mai kỳ vương ra vui vẻ về phủ thông báo mộ dung khanh nói hoàng thượng muốn truyền triệu bọn họ vào cung còn tổ chức cung yến để khoản đãi thương mai nói nếu như hoàng đế bắc mạc đã muốn tiếp kiến chúng ta vậy thì chúng ta có thể vào ở triều văn quán rồi nhỉ Tiếp kiến đồng nghĩa với việc thừa nhận, quốc yến này cũng đã tổ chức rồi, còn có thể không vào ở triều văn quán được sao? Kỳ vương gia liên tục gật đầu, đương nhiên, hoàng thượng đã nói, hạ lệnh cho chuyển đồ của các người về triều văn quán trước, chấp nhận quỷ lễ của bánh tánh. Hoàng thượng cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, đột nhiên thay đổi quan điểm về các người rồi. Thương Mai cười phụt, kỳ vương gia này, não bộ không có vấn đề gì đó chứ. Lời ấu trĩ như vậy mà cũng có thể nói ra được nữa hoàng đế thay đổi quan điểm về bọn họ đó là không thể chắc chắn là đã có ai nói gì làm gì đó sau lưng rồi hơn nữa hoàng đế không phải không cho bọn họ đến khu dịch bệnh chỉ là không chịu ra thánh chỉ này ban đặc quyền cho cô mà thôi cô thật sự rất muốn biết an công chúa làm thế nào mà khiến hoàng đế thay đổi chủ ý chỉ sau một đêm vậy cho nên lúc vào cung thương mai gặp an công chúa trực tiếp hỏi công chúa đã làm gì không có gì, chỉ bảo người cưỡi lạc đà kêu khắp phố, nói vương phi thần y của đại chu tới chữa bệnh cho dân chúng vùng dịch Bắc Mạc, hoàng thượng còn hạ chỉ bày tiệc thiết đãi. Thương Mai cười phụt, phao tinh như vậy thôi sao? Chuyện này phức tạp biết nhường nào chứ? Nếu đã muốn ai ai cũng biết thì cách tốt nhất không phải là thông báo rộng rãi sao? Hơn nữa, vương phi của đại chu tới rồi, còn có một vị nhiếp chính vương tới, mở quốc yến thiết đãi không phải rất bình thường sao? Chuyện này, trùng hợp cũng bị mẫu hậu biết, mẫu hậu nói, người ta đến chữa bệnh cho bác mạc chúng ta, chắc chắn phải tôn làm thượng khách rồi. Ăn công chúa nói, chắc hẳn là công chúa với hoàng thái hậu nương nương nói đúng chứ. Thương Mai nói, không phải, thật sự không phải bổn cung, bổn cung cũng định nói, nhưng mà, lúc tới cung của mẫu hậu, mẫu hậu đang truyền hoàng thượng qua đó, muốn huynh ấy lập tức bày tiệc thiết đãi các người. Ăn công chúa nói xong, nhanh chóng nhìn xung quanh, đè thấp giọng nói với thương mai, tối nay ngươi cẩn thận một chút, có người không muốn dịch bệnh được chữa hết, chắc chắn sẽ làm khó ngươi. chương 561, chúng ta đi thôi. Ai lại không muốn hạ thương mai chữa khỏi dịch bệnh chứ? Đương nhiên là phái chủ chiến rồi. Bởi vì, hạ thương mai chữa khỏi dịch bệnh, bắc mạc làm sao còn khai chiến với đại chu nữa? Đây còn không phải là lời oán báo ân sao? Đáy lòng thương mai đã sớm có chuẩn bị cho nên nghe thấy lời nhắc nhở của An công chúa, cũng chỉ nhàn nhạt cười một cái. Quốc yến của bác Mạc rất kỳ lạ, không phải là chia nhau ăn, mà là ăn chung, chính là 10 người ngồi ở một chiếc bàn tròn lớn A. Quốc yến ăn chung như vậy, là hoàng đế Bắc Mạc dùng để chuyên chiêu đãi võ tướng, ngụ ý chính là nói, chấm tuy là thiên tử, nhưng đồng cam cộng khổ với mọi người. Đọc phun bộ truyện về lâu về dài, trở thành tiêu chuẩn cao nhất của quốc yến. Hoàng Thái Hậu tối nay cũng có mặt, hậu phi của Bắc mạc ăn mặc cũng vô cùng đặc biệt, chiều phục của Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đều là màu vàng, còn chiều phục của Hoàng đế là long bào màu đen. Hoàng Thái Hậu gặp mộ dung khanh, vô cùng thân thiết mà gọi hẳn tới nói chuyện, người đó, rất lâu rồi không có tới thăm ai ra, lát nữa ai ra phải phạt người uống hai ly. Ngữ khí nói lời này, giống như một bà già núng nịu vậy. Chỉ nghe thấy mộ dung khanh cũng mỉm cười, đây còn không phải là tới rồi sao? tới nhiều chút, tới nhiều chút chứ. Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ mờ u bàn tay của hắn, lát nữa ngươi ngồi cùng với ai ra, vương phi của người là vị nào. Sao lại không tới chào ai ra? Thương Mai thực ra đứng ở bên cạnh của mộ dung khanh, cô tiến lên trước một bước, mỉm cười dạng dỡ nói, hạ Thương Mai tham kiến Hoàng Thái Hậu, chúc Hoàng Thái Hậu vạn phúc cát tường. Tốt tốt, Hoàng Thái Hậu đánh giá cô, vẻ mặt tán thưởng, không tệ, vẻ ngoài xinh đẹp, con người nhìn cũng lanh lợi, Lát nữa tới cung của ai ra ngồi chơi. Vâng thưa Hoàng thái hậu, Thương Mai hôm nay chỉ muốn đợi hoàng để hạ lệnh sau đó đi tới khu dịch, nghe thấy Hoàng thái hậu nhiệt tình như vậy, cũng chỉ qua loa một câu. Thế nhưng, cuộc yến này, hoàng đế và hoàng hậu vậy mà lại đồng thời không có đến, chỉ để kỳ vương ra chủ trì. Hơn nữa, những đại thần tới dự cũng loe que vài người, cảnh này khiến Hoàng thái hậu cũng chấn kinh. Bà ta lệnh người đi mời hoàng đế nhưng hoàng đế cũng lệnh người tới hồi bẩm, nói sức khỏe không ổn, tào hậu cũng như vậy. Sắc mặt hoàng thái hậu đã tái xanh, nhưng bà ta vẫn mỉm cười cùng kỳ vương ra chủ trì buổi quốc yến khiến người ta buồn cười này, hơn nữa do hoàng thái hậu đích thân ra ý chỉ, mời nhiếp chính vương và vương phi của đại chu đến khu dịch cứu chữa cho bá tánh bắc mạc. Nếu như nói có làm khó, thì sự làm khó này chính là đế hậu và bá quan đều không có mặt. Ai cũng có thể nhìn ra được, đây vốn không phải ý chỉ của hoàng đế Bắc Mạc, chỉ là do hoàng thái hậu nói, đến lúc đó, hoàng đế bản Mạc có thể nói, chưa từng ân chuẩn cho Hạ Thương Mai vào khu dịch. Là lợi dụng hoàng thái hậu hay chính là chủ ý của hoàng thái hậu thì chưa biết. Chỉ biết một chuyện, đó là trên dưới Bắc Mạc đều hiếp người quá đáng. Sau khi hoàng thái hậu nói cho Thương Mai đến khu dịch phối hợp chữa trị, Mộ Dung Khanh trực tiếp đưa Thương Mai rời đi, lúc đi còn đập vỡ ly nữa người của đại chu đương nhiên cũng đi hết kỳ vương ra cũng chả còn mặt mũi đuổi theo chỉ ủ rũ về phủ qua mấy canh giờ liên kêu người đưa đồ tới triều văn quán nói là gửi tới thăm hỏi thế nhưng người đi tới triều văn quán lại nói là đám người mộ dung khanh không có quay về qua kiểm tra lại một chút đồ mới vừa dọn qua đó hôm qua cũng bị dọn đi rồi bởi vì không ngờ mộ dung khanh sẽ đi nên cũng chưa báo cho bên cổng thành chắc hẳn là nếu như hẳn rời đi có thể ngông nghênh mà rời đi Quả nhiên, hỏi qua thủ vệ bên cổng thành, mộ dung khanh thật sự đi rồi. Kỳ vương ra ngây người, hắn biết, mộ dung khanh không phải người dùng tình cảm để hành sự, hắn luôn cẩn thận lý trí, lần này sao hoàng đế mới lạnh nhạt đối xử một chút lại tức giận bỏ đi rồi. Hắn đi như vậy, vậy thì trận chiến này, há không phải thật sự phải đánh rồi ư? Kỳ vương ra lập tức vào cung bẩm báo hoàng đế, hoàng đế không lo lắng chút nào, thậm chí nói chuyện mấy câu với tảo hậu xong mới trả lời kỳ vương ra không căn lo đi tới vùng dịch tự nhiên sẽ tìm thấy nàng ta thôi ý của hoàng thượng là bọn họ tự đi tới vùng dịch rồi sao kỳ vương ra sững sờ bọn họ đã bảo an công chúa tuyên bố với bên ngoài là đến cứu chữa dịch bệnh rồi còn nói chấm tổ chức quốc yến thiết đãi tâng bốc lên như vậy nếu thật sự bỏ đi thì mặt mũi của mộ dung khanh cũng đừng hòng mà còn nữa tào hậu nhìn kỳ vương ra không khỏi mỉa mai hẳn ta nói kỳ vương à kỳ vương không lẽ ngươi còn không nhìn rõ sao? Cái thứ mà mộ dung khanh lấy ra để đình chiến là gì? Chính là bá tánh hai nước đồng ý đình chiến. Hàn ta làm thế nào để có được sự nguyện ý đình chiến của bá tánh Bắc Mạc? Hàn không phải người Bắc Mạc, chỉ có thể chữa khỏi dịch bệnh, thu phục lòng người rồi. Nếu chuyện này đã là chuyện hẳn sớm muộn gì cũng phải làm, thì tại sao chúng ta phải nhận ân tình lớn như vậy? Khoanh tay đứng nhìn như vậy không phải rất tốt sao? Tiến có thể công, lui có thể thủ, lại là câu nói này tiến có thể không lui có thể thủ kỳ vương ra cảm thấy đã nghe chán rồi bất kỳ chuyện gì đều không cân nhắc đến bản chất nữa chỉ coi chuyện này có thể đem đến công lợi gì có thể đem đến lợi ích gì để thống nhất thiên hạ kỳ vương ra quyết định không quan tâm hoàng thượng làm thế nào nữa hẳn phải đi tìm mộ dung khanh và hạ thương mai để hắn đưa bọn họ vào khu dịch hắn rời khỏi hoàng cung phái người điều tra ven đường xem xem mộ dung khanh có phải đã đi khu dịch rồi không nhưng điều tra dọc đường đều nói không có phát hiện mộ dung khanh ở khu dịch cũng chính là nói đám người đến từ đại chu đó đều biến mất rồi hoàng đế bắc mạc lúc này mới thật sự coi trọng ăn công chúa hôm đó lan truyền tin tức như vậy bây giờ bá tánh trong kinh và khu dịch đều đã biết thần y đại chu tới rồi cũng mong đợi bọn họ vào khu dịch nhưng bọn họ thế mà lại mất tích rồi hoàng đế bắc mạc lần này thật sự tính sai rồi ông ta giống như kỷ vương đều không ngờ mộ dung khanh sẽ đi, bởi vì binh lực của đại chu không bằng bắc mạc, hơn nữa bắc mạc còn có tiên bi làm liên minh, đại chu muốn kéo dài hơi tàn, chỉ có thể cầu hòa. cho nên mộ dung khanh đáng lẽ sẽ không tiếc tất cả trả giá, lôi kéo phái chủ hòa của bắc mạc, rồi bảo người của phái chủ hòa kỳ vương đưa đi khu dịch, bất kể ưu khuyết điểm thể nào đều sẽ làm theo kế hoạch trước đây của ông ta, nghĩa là nếu không có đơn thuốc thì bá tánh sẽ căm hận bọn họ, nếu như có đơn thuốc giành lấy nó, cần phải có phái chủ hòa và mộ dung khanh uổng phí tâm tư. Nhưng, mộ dung khanh hoàn toàn không ra bài theo quy luật, hắn đưa người đi rồi, nếu như biết sớm, ông ta chắc chắn sẽ phái người coi chừng bọn họ. chương 562, truy bắt toàn thành. Tào hậu nói, mọi người đều tưởng mộ dung khanh đã tới Bắc Mạc, sẽ không trốn được, cũng tưởng hắn không muốn chạy, không ngờ hẳn nói đi là đi. Bây giờ bá tánh đều biết có thần y từ đại chu tới, mọi người đều đang ngửa cổ trông mong, đợi vị thần y này tới khu dịch, hoàng thượng, người thấy, làm thế nào mới tốt đây? Tào hậu thực sự hy vọng hoàng đế thu hồi mệnh lệnh, tạm hoãn công kích đại chu, ngoài chiến trong loạn, thiên tai, dịch bệnh, mấy chuyện xui xẻo này đều rơi trên đất của Bắc Mạc, người chịu khổ không phải mấy vị tại vị trên cao, mà là những lão bá tánh tội nghiệp vô tội. Dưới loại tình huống này, nếu như còn phát binh xâm lược thì bá tánh chỉ e sẽ thật sự bạo động. Nhưng, hoàng đế hiển nhiên muốn xác định tình hình chiến tranh càng sớm càng tốt nghĩ một hồi rồi hỏi hoàng hậu có kiến nghị gì thần thiếp thật sự đã nghĩ ra một cách có thể để hoàng thượng xuất binh đánh đại chu một cách hợp lẽ mà không khiến bá tánh chỉ trích người không quan tâm đến dịch bệnh chuyên tâm đánh tốt mau nói đôi mắt hoàng đế sáng lên tào hậu khẽ mỉm cười nói hoàng thượng lập tức lệnh người phát tán tin tức nói mộ dung khanh đã trộm thánh kiếm của bắc mạc ta chạy về đại chu rồi phái người cha xét toàn thành đuổi ra ngoài thành dọc đường dán lệnh truy nã hoàng đế nghe vậy liền ha hả cười to hoàng hậu thật sự là cánh tay phải của chảm hoàng hậu mỉm cười rạng rỡ mà đứng dậy thần thiếp là thê tử của hoàng thượng tất cả mọi thứ đều suy nghĩ cho hoàng thượng nói hay lắm hoàng đế cười tùy tiện mộ dung khanh à người tưởng chạy ra ngoài là làm khó được trẫm sao Trẫm muốn đánh đại chu làm gì cần có cớ gì chứ thanh kiếm là một thanh kiếm mà tổ tiên bác mạc để lại khi có được thiên hạ, sau này được tôn là thánh vật. Dân gian có cao nhân nói, thánh kiếm này vì đã chém giết vô số tính mạng quân địch, uống no máu tươi, nên có linh hồn, có thể bảo vệ Bắc mạc vĩnh viễn không lụn bại. Cho nên bá tánh đều cho rằng, thánh kiếm là vũ khí bất bại của bác mạc, nếu như thánh kiếm mất đi thì bác mạc sẽ hỏa càng thêm hỏa nếu như tin tức mộ dung khanh trộm thánh kiếm bị truyền ra ngoài thì chỉ e bá tánh bản mạc mà gặp được mộ dung khanh sẽ ăn sống nuốt tươi hắn thôi. Ngày hôm sau, toàn thành truy tìm mộ dung khanh. Bởi vì mất đi thánh kiếm, sự việc trọng đại, hoàng đế dặn dò mọi chuyện cho hình bộ, công bố cho dân chúng. Trên bảng thông báo của quan phủ Nha Môn, viết về chuyện thánh kiếm bị mất, có thị vệ tận mắt nhìn thấy là do nhiếp. Chính vương đến từ đại chu trộm đi, thời gian lấy trộm là khoảng giờ hợi tối mùng 8. Cũng chính vào khoảng giờ hợi tối hôm qua, hình bộ vẫn chưa định tội danh của mộ dung khanh, chỉ nói có thị vệ nhìn thấy là hẳn. Tin tức này vừa truyền đi, bá tánh của bác mạc quả nhiên chấn nộ, đều nhất trí cho rằng, muốn khai chiến, không thể nhân nhượng quốc gia giả nhân giả nghĩa như đại chu. Bá tánh của bác mạc rất tức giận khi bị gạt, đặc biệt, mộ dung khanh và hạ thương mai lấy danh đến chữa bệnh dịch cho bá tánh, nói hay cho lắm, nhưng mục đích chân chính là đến trộm thánh kiếm, ngay cả kỳ vương gia đề xuất mời hạ thương mai qua đây cũng bị oán hận. Lòng dân của kỳ vương gia là ngàn cực vạn khổ có được, hắn đã làm rất nhiều chuyện vì bắc mạc, đều nỗ lực ra sức mới đổi lại được danh tiếng như bây giờ, mới có bá tánh nghe theo lời hắn phát triển các chính sách quốc gia cho nền kinh tế và nông nghiệp trong nước. Nhưng không ngờ, vì chuyện này mà danh tiếng tích lũy hai mươi mấy năm của hắn đã vỡ vụn. Kỳ vương gia chịu đả kích nặng nề, Thái độ của hoàng đế trước đó vốn đã khiến hẳn khó chịu rồi, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, dân gian oán hận trùng trùng đối với hẳn. Thậm chí bây giờ ở kinh thành đã không nghe thấy ai bàn luận chuyện dịch bệnh nữa, chỉ bàn về chuyện thánh kiếm bị mất mà thôi. Hình bộ đưa ra cáo thị, tuy không có chỉ định mộ dung khanh là chủ mưu của vụ trộm, nhưng trên dưới kinh thành có ai tin tưởng hẳn là trong sạch chứ? Kỳ vương ra nhất thời tức giận, đưa người tìm kiếm mộ dung khanh khắp nơi hắn đương nhiên không tin mộ dung khanh sẽ trộm thánh kiếm, chỉ là trong lòng hắn có chút tức giận, trước đây hẳn đi đại chu, nói chuyện đàng hoàng với mộ dung khanh, muốn thảo luận việc đình chiến, bây giờ chẳng qua chỉ gặp phải một trở ngại nhỏ thôi, hắn liền đưa người rời đi, thậm chí chào một tiếng cũng chả có. Cả đời này của Hàn ta, luôn làm chuyện hòa bình, công việc này vốn đã không dễ dàng, có chút ấm ức, hẳn ta cũng đã chịu đựng ở đại chu qua, tại sao mộ dung khanh đến bắc mạc, lại không thể chịu đựng chút ủy khuất. Bây giờ hành sự bằng tình cảm như vậy, đã khiến bá tánh Bắc Mạc phẫn nộ không ngớt, trận chiến này làm sao mà còn ngừng được nữa? Hai nước chỉ e là sẽ vĩnh viễn không có hòa bình. Cả đời Hàn ta đều ngăn chặn chiến tranh, tâm huyết đã hoàn toàn uống phí rồi. Hoàng đế phái rất nhiều cấm quân đi tìm mộ Dung Khanh, bởi vì ông ta đột nhiên phát hiện, kể từ sau khi phát tin thánh kiếm bị trộm mất, sự chú ý của bác Mạc đã không còn ở trên chuyện dịch bệnh nữa. Cho nên ông ta phái lượng cấm quân lớn, làm lớn chuyện này lên được mức nào hay mức đó. Muốn làm lớn chuyện, phải phái người đi vào khu dịch, thông qua chuyện mộ dung khanh trộm đi thánh kiếm, để di rời sự thật không có thần y nào đến chữa trị dịch bệnh. Dẫn dắt cấm quân, là đệ đệ ruột của Tào Hậu, Tào Quốc Cứu. Tào Quốc Cứu trước đây là dưới trướng cha của Tần Châu, sau này Hoàng Hậu hạ lệnh điều hắn về kinh nắm giữ cấm quân và đồng thời thống lĩnh quân tuần tra trong kinh và cửa thành đồng nghĩa với việc giao trị an của cả kinh đô cho hẳn quản lý. Bởi vì ở Bắc Mạc, võ tướng có địa vị rất cao, cho nên, trong kinh đô Bắc Mạc, liên xuất hiện một hiện tượng quái dị, đó chính là, hình bộ thượng thư cũng được, tế tướng đương chiêu cũng được, gặp vị thống lĩnh cấm quân này, đều phải chắp tay thi lễ vô cùng tôn kính. Điều này đã gây ra tính cách càng lúc càng ngông cuồng của Tào quốc cứu. Tỷ tỷ là hoàng hậu, cháu ngoại là thái tử, hắn lại là thống lĩnh cấm quân, ở Bắc Mạc, ngoại trừ tần châu gia thì ai có thể đạt được độ cao như hắn nữa kỳ vương gia rất không thích tên tào quốc cứu này đã từng nhiều lần tố cáo trong buổi trầu chiều nói hẳn ta thích đao to bố lớn hành sự quái đản bá đạo độc ác bởi vì có tào hậu cho nên mấy sự tố cáo này đều đổ sông đổ bể chỉ là đã gây ra sự cực kỳ bất mãn của tào quốc cứu đối với kỳ vương gia mộ dung khanh là do kỳ vương gia đưa tới tào quốc cứu đương nhiên nắm chắc cơ hội phục thù này tốt nhất là bắt được mộ dung khanh, không quan tâm nhiều mà đánh một trận rồi khiến hẳn chỉ nhận do kỳ vương ra sai khiến, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Điều duy nhất hẳn lo lắng là mộ dung khanh đã rời khỏi Bắc Mạc, như vậy thì sẽ không không mất đi một cơ hội tốt rồi. Hôm nay, hẳn đưa người đến An Thành. An Thành là châu huyện dưới chân thiên tử, sở dĩ được gọi là An Thành, là bởi vì chỗ này từng có hàng trăm vạn quân đóng ở đây để bảo vệ kinh đô chương 563, vào trại. Sau cơn động đất, con đường hướng về một trại bị bao phủ bởi bùn, cây cầu bị nứt gãy, sau khi đám cứu viện này vào, con đường mới bắt đầu bị vỡ. Để có thể thông đường càng sớm, đám người cứu viện này liền ở lại một trại để giúp dọn dẹp bùn đất, rồi tu sửa cầu và đường chính. Một trại trong lần động đất này, đã chết 300 người, bị thương hơn 900 người, bởi vì không ra ngoài được, mà 900 mấy người bị thương này, sau này lại chết thêm hơn 200 người, cuối cùng bất đắc dĩ, quan binh vào cứu viện mộc trại, chỉ có thể đi vòng một đường xa để tìm đại phu. Sau này, đại phu được mời đến, nhưng ai ngờ, đại phu vào mộc trại được ngày thứ ba, liền bị bệnh. Đại phu bị bệnh dịch, trước khi vào mộc trại, bởi vì vẫn chưa xuất hiện triệu chứng, cho nên ngay cả bản thân đại phu cũng không biết. Vào mộc trại ba ngày, gần như tất cả những người bị thương ông ta đều đã khám qua, tiếp xúc qua, mấy người bị thương này không có sức đề kháng, hơn phân nửa, nhiễm phải bệnh dịch. Bởi vì kế từ khi bạo phát dịch bệnh, Hoàng thượng liền hạ chỉ, hễ là thôn trang, khu vực bạo phát dịch bệnh đều phải phong tỏa với bên ngoài, cách tuyệt tất cả qua lại, đại phu dân gian không được tùy ý đi chữa bệnh dịch, cần phải do nha môn địa phương phái đại phu đi vào, cục huệ dân của triều đình, nuôi được một lô đại phu, cục huệ dân, các nơi đều có, như bệnh viện công lập vậy. Đại phu bị bệnh dịch đi vào một trại kia, chính là đại phu của cục huệ dân. Nhưng, kể từ khi xảy ra chuyện, theo như căn dặn của Hoàng đế, cách ly quan hệ với thế giới bên ngoài, truyền tin ra ngoài, để quan phủ phái đại phu vào, mãi đến bây giờ, đều không có đại phu đến. Cứ như vậy, dịch bệnh bùng phát ở mộc trại, ban đầu mấy người bị thương kia, chết hơn phân nửa, bộ phận nhỏ trong đó vì bị thương nặng không chữa, phần lớn chết vì bệnh dịch. Quan binh đi vào cứu viện đã phân cách ra người bị bệnh và người bị dịch, phân khu Đông Nam Tây Bắc người khỏe mạnh ở đông khu. Nam khu là người bị nghỉ có bệnh, cách ly quan sát trước. Tây khu là người được chứng thực có bệnh, trực tiếp đi vào tây khu ở, không được ra ngoài nữa, hễ ra ngoài sẽ bị quan binh bắn giết. Bắc khu là một mảnh đất trống, là nơi hỏa táng thi thế, quan binh không hiểu về dịch bệnh, nhưng cũng biết người bị bệnh dịch sau khi chết, nhất định phải dùng lửa thiêu. Cứ như vậy, 8.000 người ở mộc trại lúc đầu, đến khi Cao Phụng Thiên đưa đám người mộ dung khanh đi vào, thì chỉ có khoảng 6.000 người thôi. Không sai, sau khi mộ dung khanh và hạ thương mai đi, thì đã đi tìm Cao Phụng Thiên, nói với Cao Phụng Thiên, bọn họ cần một đại phu tương đối ấn, nhưng có bệnh nhân bị dịch, để tiến hành chữa trị dịch và nghiên cứu. Hơn nữa, lần này An Công Chúa cũng theo đi trước rồi, cũng chính là nói, vào sáng mồng năm hôm đó, An Công Chúa và Cao Phụng Thiên đưa đám người mộ dung khanh đi vào mộc trại. Mà hình bộ thông báo, tối mồng năm mất thánh kiếm. Bởi vì Mộc trại và thế giới bên ngoài cắt đứt hết mối quan hệ, cũng phong tỏa tin tức, cho nên người của Mộc trại đều không biết Hình Bộ nói Mộ Dung Khanh đã trộm đi thánh kiếm. Mãi đến hôm nay, Tào Quốc Cứu đưa Cấm quân đi vào Mộc trại. Tào Quốc Cứu sao lại phải vào Mộc trại? Bởi vì Mộc trại và Tam phòng nhà họ Tần có liên hôn, hẳn phải làm lớn chuyện này đến Tân gia, Tân Châu bây giờ đưa quân Tân gia đi đánh trận, Mộ Dung Khanh trộm đi thánh kiếm, vừa đáng hận vừa nhục nhã quân tần ra mà phần nộ, sĩ khí sẽ tăng cao, hẳn sẽ lập công cho hoàng thượng. Tào quốc cứu đi vào mộc trại mới phát hiện, hóa ra mộc trại đã có mấy trăm người nhiễm dịch rồi, hơn nữa cũng đã chết mấy trăm người. Bây giờ bắc mạc loạn vô cùng, chỗ nào có dịch bệnh thì đại khái ngay cả bản thân hoàng đế cũng không biết nữa. Thôn trưởng mạc của mộc trại thấy Tào quốc cứu đưa binh đến, tưởng là cứu viện từ trong chiêu phái đến, vội vàng tiến lên trước nghênh đón. Tào quốc cứu nhíu mày, nhìn bệnh nhân ở tây khu đây là chuyện gì vậy mấy người này đều là bị thương từ trận động đất sao mạc thôn trưởng lau mồ hôi nói hồi đại nhân đây không phải là bá tánh bị thương trong trận động đất bọn họ là người bị bệnh dịch bị bệnh dịch mộc trại cũng bảo phát dịch bệnh rồi tào quốc cứu xứng sờ sau đó chán ghét mà nhíu mày thúc ngựa lui về sau vài bước đại nhân không biết sao mộc trại cũng bảo phát dịch rồi hoàng thượng hai ngày trước mới phái người đến mộc trại để chữa bệnh cho mọi người nữa ngay cả an công chúa cũng tới rồi mạc thôn trưởng tự hào mà nói an công chúa ở đây sao tào quốc cứu ngạc nhiên an công chúa này ngày thường nổi tiếng keo kiệt bủn xỉn hơn nữa nàng ta là loại không có vàng thì không tới nếu như không có lợi ích thì nàng ta sẽ chả quan tâm đâu lần này vậy mà lại đích thân đến khu dịch đây là muốn danh hay là muốn lợi đây nhưng mà nếu đã nghe nói an công chúa ở đây thì ông ta cũng phải xuống bái kiến. Dẫn đường đi, đưa tiểu ra đi gặp an công chúa Tào Quốc cứu trở người xuống ngựa, chán ghét mà nhìn Tây Khu một cái, nói, người bị dịch thì đuổi ra ngoài toàn bộ đi, ở lại trong thôn, sẽ hại chết người khác. Quốc cửu ra, đây là do Tô Mộc Đại Nhân sắp xếp. Tô Mộc Đại Nhân, chính là hiệu ý đưa người vào một trại cứu viện, ông ta đã đưa hơn 30 người vào một trại, bây giờ chỉ còn lại 25 người. Lúc đào đường quan đạo, Ba người chết do dư chấn, một người rơi xuống vách núi tìm không ra thi thể, mấy người khác đều nhiễm dịch chết rồi. Đây là một lần cứu viện tương đổi bi tráng. Tên tiểu tử tô mộc đó, bổn quan biết, bảo hẳn đến gặp bổn quan tào quốc cứu nói. Vâng, mà thôn trưởng có chút lo lắng mà nhìn tào quốc cứu một cái, tên này chắc không phải là muốn kiếm chuyện với tô đại nhân chứ? Nhưng chắc không phải đâu. Lúc an công chúa đến cũng tán thưởng tô đại nhân. Tào Quốc cứu đi qua Tây Khu, thì nhìn thấy có hai nữ tử có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp bưng thuốc đi qua, bộ dáng đó vô cùng đẹp. Kỳ lạ, một trại này vậy mà lại có nữ tử xinh đẹp như vậy. Không lẽ là thị nữ của An Công Chúa? Không thể, thị nữ trong nhà An Công Chúa đều là cực phẩm số om, chỉ có người bên cạnh nàng ta kia có thể coi được thôi. Hai người này, tuyệt đối không phải thị nữ của An Công Chúa. Đợi đã tào quốc cứu chỉ hai nữ tử, hỏi trường thôn mạc hai nữ nhân đó là ai bọn họ bưng gì trong tay vậy mạc trưởng thôn men theo hướng ngón tay của hẳn nhìn qua ố một tiếng nói hai người bọn họ là người bên cạnh vương phi nhiếp chính vương của đại chu bọn họ đang đưa thuốc cho người bị dịch mấy bệnh nhân đó không thể ra ngoài được một khi tự ý ra ngoài sẽ bị bản chết vương phi đại chu tào quốc cứu kéo lấy mạc trưởng thôn hai mắt trợn tròn người nói phụ phụ nhiếp chính vương của đại chu đang ở mộc trại Vâng, Tào Quốc cứu mừng rỡ, hay cho tên mộ dung khanh ngươi, tìm cả kinh thành không tìm thấy, không ngờ ngươi nấp ở mộc trại. Vì lòng lập công, hãn vậy mà lại hoàn toàn không còn nhớ đến chuyện hồi nãy trưởng thôn nói an công chúa cũng có ở đây. Hắn nhấc tay lên, dặn cấm quân đăng sau mình, nào, bắt hai người đó trước cho ta. chương 564, bắt giữ mộ dụng khanh. Thương Mai đi tới đây hai ngày, phương thuốc bốc cực kỳ bảo thủ, đầu tiên là phương thuốc trừ độc, kháng độc, nhưng thuốc ở trong mộc trại đã gần hết, chỉ có thể vào núi ngắt thuốc mới. Dù là tìm đủ thuốc cho một phương thuốc thôi cũng không hề dễ, may mắn, mộc trại ở dưới chân núi, ba mặt là núi, một mặt giáp nguồn nước, cố gắng thì cũng có thể thu thập đủ. Ngay cả mấy loại thường thấy mọc vào lúc giao giữa xuân và hè này như kiêu, hoàng cảm, dễ chàm mèo, cây chó đẻ, hạ khô thả, diếp cả, bồ công anh mọc rất nhiều. Nhưng muốn tìm thuốc để trị bệnh độc thì rất khó giống như nhân sâm, cỏ linh chi, hoàng kỳ, phục linh, hoàng tinh, trí tơ hồng, ngũ gia bỉ miễn cứng có thể tìm được, nhưng những thứ thuốc khác sợ là phải xuống núi mua. May mắn, bọn thương mai không tìm được nhưng Cao Phụng Thiên lại tìm ra. Hôm nay hẳn sai người mua những thứ thuốc đó đem tới, bây giờ mua thuốc cũng là một vấn đề lớn, thuốc của Huệ Dân Thự không thể bán ra trong dân gian, dân gian chỉ có thế chính mình nhập hàng, nhưng là vì động đất, đường hư hại, các vùng ở khí thành, la huyện, An Thành, có thể nói là một mảnh đống hỗn độn, hơn nữa ôn dịch lan tràn, ngay cả thương nhân bán thuốc cũng không dám vào. Nhiều người bệnh như vậy, thuốc cần dùng cũng nhiều. Thương Mai còn đang thử để tìm ra phương thuốc thích hợp, cho nên, hôm nay liên chọn hai người đến thử thuốc mới. Thuốc vừa nấu xong, Thương Mai liền sai Loan Loan và Linh Lợi bưng qua, đút cho hai người bệnh uống. Loan Loan và Linh Lợi còn chưa đi vào Tây Khu, liền gặp mấy người hung ác đi lại, không nói lời nào đánh đố thuốc trên tay họ. Loan loan trước giờ ít làm việc bếp núc, đây cũng là lần đầu nhóm lửa nấu thuốc, thấy thuốc mình cực khổ nấu bị người đánh đổ ra đất, nàng ta tức giận. Cấm quân không chờ nàng ta phát giận, một tay bắt lấy tay nàng ta, lạnh lùng nói, đi, đại nhân muốn gặp các ngươi. Loan loan giận tức tới mức nghiến răng ken két, đánh một quyền vào mắt người kia, còn đá chân vào chỗ kia. Cấm quân bị trúng đòn chủ yếu là do không ngờ loan loan nhìn yếu đuối, vậy mà lại biết phó nhất thời không phòng bị sao a à? vậy mà biết phó công giỏi à xem ra nhiếp chính vương của đại chu thật sự đến có mục đích ngay cả a hoàn đi theo cũng biết phó công hắn ta nói xong giơ tay qua muốn túm loan loan ra trước người hẳn ta không ngờ loan loan xoay người một cái tay trống trên đất chân quẹt một đường khiến tên kia té ra đất lên cùng lên vài tên cấm quân đồng thời xông lên phân biệt tấn công phần chân ngực đầu của loan loan bọn họ không thèm để ý tới linh lợi nhìn như yếu đuối run cầm cập đang cầm thuốc trong tay, trực tiếp lướt qua nàng. Thuốc nấu hôm nay chỉ còn một chén trong tay nàng ta, nếu còn đánh đổ thì phải nấu lại lần nữa, hơn nữa, còn lãng phí thuốc. Cho nên, nàng ta nhân lúc loan loan và những người kia đấu võ, nên cẩn thận tránh qua, dù sao cũng có thể để một người thử thuốc trước, không lãng phí công sức của nhiếp chính vương phi. Tào quốc cứu thấy đánh lên, lập tức đưa mấy người còn lại tới, thấy linh lợi gión ra gión rén trốn đi, cười lạnh một tiếng, xông lên ngăn cản linh lợi vừa tới đã đánh linh lợi một trường. Tào quốc cứu xuất thân nhà võ, võ công dù không phải rất tốt, nhưng cũng học có bài có bản, một trường đánh ra, dù là người đàn ông biết chút võ công cũng bị hắn ta đánh bay. Linh lợi bay ra, nhưng không phải bị hẳn ta đánh bay, mà là cẩn thận che chở thuốc dùng khinh công bay lên trên không. Linh lợi phải giữ bát thuốc, nếu không sao nàng ta phải tránh chứ. Tào Quốc cứu ngẩn ra, cảm thán, lợi hại, vậy mà có thể né được trưởng của ta. Hàn ta giơ tay ra, nhe răng cười một tiếng, đều lên cho ta. Tất cả cấm quân đều ra tay, hình thành thế tấn công, linh lợi bưng thuốc, bay vợt vào, muốn thả thuốc xuống rồi xử lý mấy tên khốn này ra trò. Nhưng nàng ta vừa vào, cấm quân cũng lập tức đuổi theo vào, đá một cái, cái bàn ngã ra, trong tố chứa trứng. Cái bàn ngã, thuốc nàng ta giữ gìn nãy giờ cũng bể. Linh lợi giận hai mắt đỏ bừng, nắm chặt tay, xông qua. Một trận bùm bùm, đánh cho tất cả cấm quân đều bay ra ngoài. Mà bên phía loan loan, không có được như linh lợi, nàng ta bị ba gã cấm quân vây công, nàng ta nhất thời không thể thoát thân, hơn nữa dần dần yếu thế. Bỗng nhiên, một người từ trên trời bay xuống, dừng trước người loan loan, một cây trường kiếm, mang theo gió xoay đâm ra, chốc lát, kiếm liền đặt trên cổ tàu quốc cứu, vì anh hùng đột ngột xuất hiện cứu Loan Loan chính là Tiêu Thác. Lúc này, Mộ Dung Khanh, Tô Thanh, công chúa còn có đám Cao Phụng Thiên đến đây. Bọn họ ở nhà bếp giúp thương Mai tuyển thuốc phối thuốc, bởi vì trong núi này không có thầy thuốc, hơn nữa dân chúng không biết gì về y thuật, người Tô đại nhân đưa đến càng không biết gì. Mộ Dung Khanh và đám người Tiêu Thác Tô Thanh dù sao cũng biết một chút, bởi vì dù sao cũng học võ từ nhỏ, không biết cây thuốc trông như thế nào, cũng biết dược tính của nó. Nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, thương mai liên kêu họ ra ngoài xem tình huống, nàng thì tiếp tục ở lại nghiên cứu phương thuốc. Tào quốc cứu nhìn thấy mộ dung khanh, liền trừng lớn mắt kêu lên, mộ dung khanh, người thật sự ở đây, gan thật lớn, nơi này là bắc mạc, không phải đại chu, người cũng dám chèn ép bổn quốc cứu. Mộ dung khanh nhìn thấy thuốc bị đổ trên đất, nét mặt lạnh lùng, hai chén thuốc kia, là hắn nhóm lửa, cũng là hẳn canh lửa, vậy mà đổ. Tức giận lên, hẳn lạnh lùng nói với tiêu thác còn ngẩn ra đó đánh hết ra ngoài ngươi dám tào quốc cứu nghe vậy giận dữ mộ dung khanh ngươi trộm thánh kiếm giờ người của bắc mạc đều tìm ngươi ngươi còn dám bất kính với bổn quốc cứu ngươi mà thức thời liền ngoan ngoãn theo bổn quốc cứu về thỉnh tội với hoàng thượng bằng không ăn công chúa đi ra ngoài mắt hạnh trừng lớn bằng không cái gì a à. ai nói hẳn trộm thánh kiếm có người tận mắt thấy sao tào quốc cứu có chút kiêng kỵ công chúa vì e ngại tác phong làm việc của nàng nhưng lúc này hẳn ta chiếm ý cũng không sợ nàng nói sao công chúa có cấm quân tận mắt thấy hẳn trộm thánh kiếm công chúa không biết việc này sao hoàng thượng đã hạ lệnh truy nã bản cung không biết đây là chuyện xảy ra lúc nào bản cung từ ngày mùng năm đã tới một trại an công chúa nói tào quốc cứu giơ tay đẩy kiếm của tiêu thác ra một chút đáy mắt hiện lên chút giảo hoạt nói, vậy khó trách công chúa không biết, bị này đó ác tặc lừa, thu lưu họ, buổi tối mùng năm bọn họ trộm đi thánh kiếm, một đường lẩn trốn, chạy trốn tới nơi này, công chúa không xuống núi không biết việc này, hạ quan sẽ nói rõ với hoàng thượng công chúa không hề biết chuyện, như vậy hoàng thượng sẽ không trách tội công chúa thu lưu địch quốc gian tế. Bản cung cảm ơn hảo ý của ngươi trước, ăn công chúa thản nhiên nói. Người không biết không tội, công chúa không biết bọn họ trộm đi thánh kiếm, nghĩ bọn họ hiểu y thuật, ở lại một trại chung chiếu cố người bệnh, chỉ tấm lòng là ái quốc thương dân. An công chúa dần ngước mặt lên, không, không phải bản cung thu lưu họ, là bản cung dẫn họ tới, ngày mùng năm, chúng ta cũng đã đến đây rồi. chương 565, đeo gông diễu phố. Nụ cười của tào quốc cứu dần biến mất, gã nhìn an công chúa, công chúa, ngài xác định là ban ngày mùng năm có tới à? Sao ý của quốc cứu gia là bản cung nói dối hay nghi ngờ gì bản cung? An công chúa nhíu mày. Tào quốc cứ khoát tay, công chúa đừng hiểu nhầm, hạ quan không có ý gì khác. Chỉ là trong cung có cấm quân nói rõ đã nhìn thấy nhiếp chính vương của đại chu trộm đi thánh kiếm, chuyện này không thể giả được. An công chúa tức giận nói, giữa bản cung và cấm quân nhất định phải có một người nói dối. Nếu không phải bản cung thì chính là tên cấm quân kia. Người vừa nói tên cấm quân kia không nói sai, có phải người ám chỉ bản cung nói dối không? Bình thường An công chúa vô cùng hiền hòa, trang phục đơn giản và luôn tươi cười, nhìn rất dễ ứng phó. Nhưng một khi nàng đã lạnh mặt lại thể hiện ra uy nghiêm của con trời rất rõ ràng. Tào quốc cứu thầm kêu khổ và cũng hơi sửng sốt, chẳng lẽ thật sự không phải là mộ dung khanh trộm đi thánh kiếm. Nhưng cấm quân đã nói tận mắt nhìn thấy hẳn trộm đi. An công chúa nói không sai, giữa nàng và cấm quân nhất định phải có một người nói dối. Dân chúng trong khu Đông Nam đứng phía xa nhìn lại, nhưng khi nghe được Tào Quốc Cứu và An Công Chúa tranh cãi thì tụ tập lại gần. Tất cả đều chứng minh cho Mộ Dung Khanh, nói hắn thật sự có tới vào ban ngày mùng năm. Tiếp theo, ngay cả Tổ Đại Nhân cũng tới làm chứng, còn kéo cả Cao Phụng Thiên tới chứng minh sự trong sạch cho Mộ Dung Khanh. Đúng vậy, ban ngày mùng năm Vương Gia có tới vào, sao có thể trở lại trộm thánh kiếm vào tối mùng năm được? Hơn nữa, tối mùng năm vương gia còn bận xử lý thi thể dân trong thôn chết vì ôn dịch thôn trưởng nói không sai chúng ta đều tận mắt nhìn thấy nhất định là cấm quân này nói dối muốn vụ oan cho vương gia tào quốc cứu nhìn đám người dần sôi sục nhìn vẻ mặt lạnh lùng của an công chúa và vẻ lãnh đạm của mộ dung khanh mà trong lòng thấy hoảng hốt nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại nói công chúa hạ quan không biết tình hình cụ thể thế nào hạ quan chỉ nhận lệnh truy bắt mộ dung khanh nếu công chúa cảm thấy hắn bị oan, cũng có chứng cứ chứng minh hắn bị oan thì theo hạ quan về triều, nói rõ ràng với hoàng thượng. Công chúa lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi dùng hai chữ truy bắt? Hoàng thượng chưa từng ra ý chỉ này, mọi người đều biết hoàng thượng gửi quốc thư sang Đại Chu để mời vương gia và vương phi tới khống chế ôn dịch. Mấy hôm trước, hoàng thượng còn tổ chức quốc yến để đón mừng vương gia và hứa, không tiếc gì chỉ mong phối hợp với vợ chồng vương gia để khống chế ôn dịch. Giờ ngươi đứng ở đây nói bậy ly gián hoàng thượng và vương gia cũng chính là ly gián đại chu và bắc mạc gây ra chiến tranh sao bản cung có thế mặc cho kẻ tiểu nhân vô sỉ như ngươi có ác ý phá dối chiều chính được ăn công chúa nói xong lập tức ra lệnh người đâu bắt hắn lại cho ta đeo gông bắt đi diễu phố nói rõ cho dân chúng biết người này rốt cuộc phạm tội gì tào quốc cứu thoáng ngẩn người công chúa ngài định làm vậy thật sao gã không tin bởi vì phải là tội rất lớn mới bị bắt đi diễu phố hơn nữa phải xác định tội danh trước gã tội gì chắc an công chúa cũng không tư cách xét xử gã chứ nếu công chúa cho rằng hoàng thượng không ra lệnh truy nã thì quay về chiều hỏi thăm là được vì sao phải bắt gã đi diếu phố rầm rộ như vậy khi gã nhìn thấy thiết diện vệ binh từ trên cao hạ xuống gã biết an công chúa định làm thật thiết diện vệ binh là một nhóm vệ binh tô ngô đại tướng quân bồi dưỡng ra trước khi tiên để bị bệnh đó là những đứa trẻ 6 tuổi có khung xương và thể chất kỳ lạ được lựa chọn đưa về chỗ huấn luyện, trải qua rèn luyện võ công, cưỡi ngựa bản cung vô cùng gian khổ. Trước khi tiên đế mất đã thưởng đám người này cho An công chúa nhưng nàng không cần. Bởi vì lúc đó, nhóm thiết diện vệ binh này đang tuổi ăn tuổi lớn, nàng nói nuôi không nổi, hơn nữa sau này còn phải phát bổng lộc, quá thiệt. Nhưng những thiết diện vệ binh làm thế nào? Bọn họ không thể chống lại hoàng lệnh, hoàng thượng nói bọn họ là người của An công chúa vậy bọn họ chính là người của nàng không có cách nào đội trưởng của thiết diện vệ binh là a băng tìm đến hoàng thái hậu hoàng thái hậu nói nếu là người do tiên để bồi dưỡng thì sẽ do triều đình nuôi dưỡng sau này bọn họ phải ra sức vì triều đình chẳng qua những thiết diện vệ binh này cũng là kẻ nuôi mãi không quen bọn họ ăn cơm của triều đình nhưng chỉ ra sức cho ăn công chúa chủ tử vô lại thị vệ càng vô lại hơn đây chính là những lời để nói về phủ công chúa không nói chuyện ngoài lên nữa. Thiết diện vệ binh từ trên cao hạ xuống và bắt lấy Tào Quốc Cứu. Tào Quốc Cứu tức tới xanh cả mặt, trừng mắt nhìn An công chúa. Hạ quan hiểu rõ tâm tư của công chúa, nhưng hạ quan cũng không phải là kẻ mặc cho người ta lợi dụng đâu. Sau khi về ta sẽ báo lại chuyện này với hoàng hậu nương nương. An công chúa cười rạng rỡ, "Được, sau này gặp lại." Dường như đã chuẩn bị từ trước, thiết diện vệ binh lấy ra một tấm ván gỗ phía trên viết Tào Quốc cứu đổ oan cho vợ chồng nhiếp chính vương từ Đại Chu đến đây chữa trị ôn dịch mục đích của gã là hy vọng dân chúng bắc mặc bài xích căm hận mộ dung khanh chút hết cam phân và bi thương khi mất người thân trong ôn dịch lên Đại Chu như vậy phái chủ chiến lại sẽ thuận lợi xuất binh chút giận thay dân chúng Tào Quốc cứu nhìn thấy tấm ván gỗ này thì cười lạnh nói công chúa không thông đồng với Đại Chu cũng chẳng có người nào dám tin chiêng chống chuẩn bị xong chưa ăn công chúa không để ý tới gã chỉ hỏi thiết diện vệ binh. Công chúa đã chuẩn bị xong." A à, băng trả lời. "Đi thôi, dẫn quốc cứu gia của chúng ta đi dạo một vòng nào." Ăn công chúa cười nói. Nụ cười của nàng luôn khiến người ta thấy khó hiểu, dường như có âm mưu cực lớn, nhưng nhìn kỹ lại rất thẳng thản. Cả đời này, tào quốc cứu chưa từng bị sỉ nhục như vậy cho dù gã không dám gây khó dễ ngay trước mặt An công chúa nhưng vẫn chừng mắt nhìn mộ dung khanh và cần răng nói âm mưu của ngươi sẽ không thành công được đâu. Ngươi cứ chờ xem. Mộ dung khanh cười để lộ ra hàm răng trắng, bản vương sẽ chờ. Ngươi quay về cũng báo cho biết hoàng đế bắc mạc, bảo hẳn cứ chờ đi. Tin tức tốt sẽ tới ngay thôi. Ngươi có ý gì, tào quốc cứu cảnh giác nhìn hẳn với ánh mắt hơi nghỉ ngờ. Mộ dung khanh lười biếng nói, không biết nữa thiết diện vệ binh cầm gông đeo vào cho tàu quốc cứu và đẩy ra ngoài. Cả đoạn đường này, chiêng trống được gõ ẩm, bọn họ đi qua rất nhiều thôn bị mắc ôn dịch. Thiết diện vệ binh một mặt áp tàu quốc cứu đi diễu phố. chương 566, Hồ Ly Tinh tới cướp. Lựa chọn thứ nhất là chỉ tội an công chúa bao. Che làm loạn, sau đó phái người giết sạch nhân chứng ở mộc trại, tiếp tục kiếm lương thảo đưa tới biên quan. Lựa chọn thứ hai là chỉ tội Tào Quốc cứu nói xấu hãm hại, lại thừa nhận tất cả những lời an công chúa nói là hắn tự mình mời mộ dung khanh tới chữa trị ôn dịch, còn phải đối xử như quốc khách, bất kỳ hành vi nào chửi bới mộ dung khanh cũng chính là khiêu khích hoàng quyền. Về phần chuyện thánh kiếm bị mất sẽ phải do hình bộ nghiêm túc điều tra, lại thông báo với cả thiên hạ để rửa sạch nghỉ ngờ cho mộ dung khanh. Trong hai lựa chọn này, thật ra hắn chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai bởi vì hắn phải cố gắng che giấu tin tức lương thảo ở biên quan bị xét đánh. Đây là cách tốt nhất để chuyển sự chú ý của mọi người đi. Thần y hạ thương mai tới để chữa dịch bệnh cho Bắc Mạc, đã bắt đầu nghiên cứu phương thuốc ở Mộc Trại. Chuyện trước đó có người ác y vụ oan hãm hại nhiếp chính vương đang được điều tra, chỉ còn chờ kết quả. Có gì có thể rời sự chú ý hơn hai chuyện này. Cho nên khi An Công Chúa áp giải Tào Quốc cứu vào chiều, ánh mắt hoàng đế chỉ hơi mất kiên nhãn nhưng không tỏ ra quá phẫn nộ. Nói thật, hắn vẫn rất coi trọng cậu em vợ này. Ngoài việc gã là người được tào hậu đề bạt lên, gã làm việc cũng rất nhanh nhẹn, thức thời, biết cách nhìn sắc mặt của người khác. Giữ người như vậy ở bên người, đúng là một con chó có thể dùng tốt. Bây giờ phải hy sinh con chó này, hắn cũng thấy tiếc. Hơn nữa, hắn còn phải thông báo với bên phía hoàng hậu. Tôn tổng quản bên cạnh hoàng đế bước xuống, Khom lưng nói với An công chúa, "Công chúa, hoàng thượng có chỉ, mời công chúa tạm thời dẫn quốc cứu ra đến Ngự thư phòng. Hoàng thượng và mấy vị đại nhân sẽ qua đó ngay." "Được, bản cung sẽ chờ ở Ngự thư phòng An công chúa sai người áp giải Tào Quốc Cứu xuống." Tào Quốc Cứu nhìn thấy hoàng đế không muốn hỏi chuyện ngay trên điện, cho rằng hoàng đế có lòng thiên vị muốn giúp mình, đồng thời nhìn thấu được âm mưu quỷ kế của Mộ Dung Khanh và An công chúa. "Công chúa chúng ta xem như đã kết thù rồi trong lúc đứng ở trước ngự thư phòng chờ hoàng đế, Tào Quốc cứu lạnh lùng nói. Cứ xem là vậy đi công chúa gật đầu, trên gương mặt không lộ ra cảm xúc nào. Hừ, Tào Quốc cứu lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi rời mắt đi chỗ khác. Mặc dù trông gã chật vật nhưng còn kiêu ngạo hơn trước nhiều. Ăn công chúa nhìn gã và chợt cười, Tào Quốc cứu, người nghĩ lần này ngươi còn có thể xoay người được sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Tào Quốc cứu cười lạnh, người muốn đe dọa ta à? Đáng tiếc, ta là người bị dọa mà lớn lên, hoàng hậu tỷ tỷ của ta cũng không. Ít lần dọa ta, chỉ là dọa thì dọa, nhưng trước sau vẫn nhớ ta là đệ đệ của nàng. Đừng lấy tỷ tỷ của ngươi tới ép bản cung, nếu lần này bản cung đoán không sai, người tới thẩm vấn ngươi sẽ là tỷ tỷ của ngươi. Bọn họ sẽ bắt ngươi làm kẻ chịu tội thay đấy, đồ ngốc. Ăn công chúa xoay người lại, bản cung không muốn nhìn thấy cảnh tỷ đệ giết hại lẫn nhau đâu, bản cung sẽ mềm lòng mất. Nàng nói xong thì rời đi luôn. Nàng mới đi tới cửa cung càn khôn, đã thấy tào hậu lạnh lùng đi tới. Khi bà ta nhìn thấy an công chúa thì mi tâm giật giật vài cái, cố nén cơn giận, cố ép ra một nụ cười nhạt công chúa đã về. An công chúa nhìn bà ta và chợt lắc đầu, hoàng hậu, người có mệt không? Hoàng hậu thoáng sững sờ rồi ngẩng đầu nhìn nàng, công chúa nói gì vậy? Bản cung không hiểu, An công chúa nói, ta nói mỗi ngày ngươi đều tỏ ra đoan trang như thế, không thấy mệt mỏi sao. Ngươi rõ ràng muốn lột ra nuốt sống ta nhưng lại phải cố cười với ta. Ta nhìn ra mặt ngươi căng cứng cũng thấy khó chịu thay cho ngươi đấy. Hoàng hậu vẫn cười, chỉ là ánh mắt càng lạnh lùng hơn, công chúa nói gì vậy? Bản cung và công chúa là người một nhà, người một nhà tất nhiên phải yêu thương thân thiết với nhau rồi. Ta làm sao có thể căm hận công chúa được? Ăn công chúa phất tay, được rồi, ngươi lại giả vờ tiếp đi dù sao ngươi không khó chịu ta cũng không cần thiết phải thấy khó xử thay cho ngươi làm gì công chúa chờ đã hoàng hậu gọi nàng lại không phải công chúa dẫn đệ đệ của bản cung vào cung sao hoàng thượng lệnh cho bản cung đến đây xử lý chuyện này ta còn có lời phải hỏi công chúa đấy quả nhiên ăn công chúa cong môi cười nhạo vị hoàng huynh này đúng là hắn biết xử trí tào quốc cứu thì bên phía hoàng hậu tất nhiên sẽ có ý kiến nhưng nếu giao cho hoàng hậu tự mình xử trí tào quốc cứu vậy mọi chuyện lại dễ giải quyết cho dù hoàng hậu sẽ vì tình riêng mà thiên vị nhưng nhất định phải làm cho có vẻ công bằng đây là tội chết nhưng hoàng hậu sẽ có cách chỉ làm gã mất chức thôi tất cả những gì bản cung biết sẽ do a băng trả lời an công chúa nói xong thì thản nhiên rời đi nàng không cần xem tào quốc cứu sẽ bị xử trí thế nào bởi vì gã chỉ là một công cụ là công cụ của hoàng đế và cũng là công cụ của bà ta nhưng quyền sở hữu công cụ này không phải là của bà ta, nàng lén dùng một lát thôi. Dung Tào Quốc cứu tới dung cây dọa khi, lại tiện thể thông báo cho thiên hạ biết mộ dung khanh và hạ thương mai tới bắc mạc chữa trị dịch bệnh. Nàng không thể không bội phục, kế sách này của mộ dung khanh quá độc. Hắn không mất người nào, không tốn một xu một hào nào, thậm chí còn có hai ngày được sống nhàn nhã, lại xoay chuyển tất cả cục diện. Trở lại mộc trại, an công chúa kéo mộ dung khanh ngồi xuống, Ngươi làm sao biết được hoàng thượng sẽ vu oan cho ngươi trộm thánh kiếm? Ngươi làm sao đoán được Tào quốc cứu sẽ tìm đến một trại vậy? Mộ Dung Khanh mặc trang phục màu trắng với ai áo rộng, tóc hơi rối, trong tay cầm theo một bầu rượu, không ngờ lại có chút khí chất ngông cuồng. Công chúa sai chuyện vu oan bản vương trộm thánh kiếm và Tào quốc cứu tìm đến đây, bản vương đều không đoán được, Mộ Dung Khanh uống một ngụm rượu và nói với vẻ thờ ơ. "Hả? Ăn công chúa hơi ngẩn người, ngươi không đoán được?" vậy người bảo người ta chuẩn bị gông xiềng và tấm ván gỗ làm gì? Thứ nhất, bản vương không biết hoàng thượng sẽ vụ oan bản vương trộm thánh kiếm, nhưng biết hắn nhất định sẽ vụ oan tội danh linh tinh gì đó cho bản vương. Không quan tâm là tội danh gì, dù sao cũng. Phải có một tội danh cho bản vương, không đúng sao. Thứ hai, bản vương quả thật không ngờ người tới là tào quốc cứu. Chúng ta trốn ở trong núi hoang này, muốn người ta chủ động tìm tới quả thật rất khó. Cho nên bản vương bảo phụng thiên huynh vô tình hoặc cố ý đi tìm thế tử của phủ trấn quốc vương ra tới. Công chúa không thấy tên trên tấm ván gỗ đã được. Sửa lại sao, thấy người đến là tào quốc cứu, thương mai ở trong nhà đã sửa lại tên. Tuy cách này có hơi thất đức, nhưng nếu không làm vậy thì chúng ta làm sao có thể danh chính ngôn thuận đi chữa bệnh được. Lại làm sao tiến thêm một bước. Hắn nói tới đây thì dừng lại, có mấy lời, bây giờ hẳn còn chưa thể nói ra được. Thương Mai đúng lúc đi ra và nhìn thấy Mộ Dung Khanh và An Công Chúa đang đứng nói chuyện phiếm với nhau. Mặt An Công Chúa cũng sắp chạm vào. Mặt hắn rồi. Cô ho khan một tiếng và đi tới, hai người nói chuyện gì vậy? An Công Chúa thấy Thương Mai đi tới thì dơ. Ngón tay cái lên, người đấy, đúng là một con hồ ly tỉnh. Ly tinh, Thương Mai tái mặt, người nói vậy là có ý gì chứ? An Công Chúa nhìn chúng lão thất hà lần này nàng ra ngoài một chuyến rồi quay về không tìm ai, lại chỉ tìm lão thất nói chuyện. Hồ Ly Tinh An công chúa lại nhắc lại một câu. Người mới là Hồ Ly tỉnh thương mai tức giận nói, nói thật cô không thích An công chúa này lắm. Euro -o luôn cảm thấy Hồ Ly Tinh này muốn tới cướp lão thất của cô. chương 567, Bắc Mạn hành động. An công chúa liếc nhìn cô, ta nói người Hồ Ly Tinh là khen người thông minh, người tưởng ta khen người xinh đẹp chắc. Nàng nói xong cũng không để ý tới thương mai nữa, lại hỏi mộ dung khanh, vậy lương thảo bị đốt kia là sao? Ngươi đừng nói với ta là cả thiên lôi cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi, đánh xét xuống đấy, mộ dung khanh nhìn về phía thương mai và chợt cười, không sai, bản vương ra lệnh cho thiên lôi, cho nên thiên lôi lại đánh xét xuống lương thảo của bắc mạc. Ăn công chúa cười lạnh, ngươi tính lừa bản cung sao? Bản cung biết các ngươi dẫn theo người ra ngoài, nhưng các ngươi làm thế nào khiến người ta cho rằng lương thảo bị xét đánh? nếu để cho dân chúng biết được chuyện này hoàng thượng thật sự sẽ khó làm người đấy bản vương thật sự không biết chuyện này mộ dung khanh lắc đầu nhưng vẫn cười tươi đợt phản kích nhẹ nhàng này sẽ khiến cho hoàng đế bắc mạc biết coi thường một ân nhân sẽ có kết cục thế nào hẳn không hại một binh một tốt nào của bắc mạc chỉ muốn cho bọn họ bị đói vài ngày thôi một cuộc chiến phải chờ lâu một khi hạ lệnh tấn công thì khí thế nhất định sẽ tăng vọt sắc bén không gì cản nổi nhưng lại giống như cao thủ võ lâm vừa bước. Vào tư thế chuẩn bị, khi sắp xông tới, chợt có hòn đá nhỏ làm vướng chân hắn, khiến hắn chật vật ngã xuống, sẽ làm khí thế của hắn biến mất. Hoàng đế Bắc Mạc cho rằng mình đã nắm được mộ dung khanh trong tay, nếu xuất kích vào lúc đại chu không hề chuẩn bị thì nhất định sẽ nằm chắc phần thắng. Với loại đội quân vô cùng nhuệ khí như vậy, muốn áp chế sự oai vệ của nó thì phải dùng tới thủ đoạn cực đoan này. Ta làm cho người phải chịu đói, đó là một chuyện có thể tiêu hao ý chí của con người nhất về phần xét đánh chẳng qua là muốn tăng thêm sắc thái thần bí và tác dụng hù dọa cho chuyện này thôi thứ gây ra xét đánh kia là một loại vũ khí do chu gia nghiên cứu chế tạo ra thương mai có thay đổi một ít nhưng thương mai và người của chu gia cuối cùng lại kiên quyết không chịu nói cho hắn biết phương pháp chế tạo loại vũ khí này đây là một vũ khí sẽ gây ra nổ mạnh hẳn có thể nhìn ra được đó là các loại đá tiêu Lưu Hoàng vân vân. Tuy hắn quả thật muốn biết về loại vũ khí này lợi hại này nhưng có thể không biết thì thỏa đáng hơn. Vũ khí với lực sát thương lớn như vậy, cuối cùng tổn thương chính là mạng người. Nếu có thể hòa bình thì cần nhiều vũ khí như vậy làm gì? Được rồi, các ngươi có kế hoạch của các ngươi, bản cung sẽ không hỏi tới. Cho dù ta có hỏi thì các ngươi cũng không nói. Nói chung, lần này bản cung giúp các ngươi, thứ nhất là nể mặt tên giả hương kia, thứ hai là suy nghĩ cho dân chúng Bắc Mạc, hy vọng các người có thể tìm được phương thuốc tốt chữa trị ôn dịch an công chúa nói. Mộ Dung Khanh nói, công chúa, ngày mai bản vương sẽ rời khỏi mộc trại. Thương Mai và đám người loan loan sẽ ở lại đây. Nếu bây giờ Hoàng đế Bắc Mạc các ngươi đã thừa nhận chúng ta đến đây để cứu trợ Bắc Mạc, Thương Mai làm việc ở đây cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ là nhất định còn có người sẽ đến đây ngăn cản và gây khó dễ. Ta hy vọng công chúa chú ý nhiều hơn, cần phải mau chóng tìm ra được phương thuốc. An công chúa thoáng ngẩn người, người muốn đi đâu? Mộ Dung khanh cười khế, vương phi của bản vương chưa từng hỏi, công chúa hỏi nhiều như vậy làm gì? An công chúa liếc nhìn Thương Mai, người không hỏi à? Thương Mai nhìn hai người nói chuyện mà cảm giác như mình là một kẻ dư thừa. Mãi tới lúc này, bọn họ mới nhớ tới cô, cô tức giận nói, hắn muốn đi đâu? A à, là một thê tử, trong lòng không tính toán được sao? vậy hắn đi đâu ăn công chúa thực sự tò mò mặc dù nàng mới tiếp xúc với mộ dung khanh và hạ thương mai nhưng hai ngày nay hai vợ chồng này đã cho nàng thật sự quá nhiều niềm vui bất ngờ thương mai bật cười công chúa ngài vẫn đừng nên hỏi thì hơn nói chung sẽ không gây họa cho bác mạc là được rồi thôi đi suốt ngày lộ vẻ thần bí bản cung không hỏi nữa là được chứ gì ăn công chúa thật ra không phải là người thích hóng chuyện chỉ thực sự muốn hiểu rõ về hai vợ chồng này ăn công chúa xoay người rời đi mộ dung khanh ôm thương mai qua nàng có mệt không hai ngày nay cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng phải thử phương thuốc và quan sát tiến triển của người bệnh trong mắt cô đã đầy tia máu rồi còn tốt vẫn có thể chịu được thêm một thời gian nữa thương mai khế thở dài chỉ là ta không ngờ được bệnh dịch sẽ nghiêm trọng đến như vậy dân chúng đã bọn họ còn đánh trận làm gì nữa lãnh thổ rộng lớn hơn thì sao chứ dân chúng cũng chẳng có thêm chút lợi ích nào bắc mạc là nước mạnh theo lý thuyết lúc này đáng lẽ phải ra sức phổ biến phát triển kinh tế và cày cấy làm nông nhưng hoàng đế lại dồn hết tất cả sức lực vào trong cuộc chiến lần này lương thảo bị đốt hắn sẽ bước chậm lại bản vương sẽ có đầy đủ thời gian để hoạt động cuộc chiến này bắc mạc không chịu nổi tiêu hao thật ra đại chu chúng ta cũng vậy ừ ta hy vọng có thể dừng cuộc chiến này lại mọi người chung sống hòa bình không phải tốt hơn sao? Thương Mai nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, người phải cẩn thận đấy. Dù sao người không phải là người của Bắc Mạc, hơn nữa, con người của kỳ vương gia này, nói thế nào nhỉ, ta trước sau vẫn cảm thấy hắn không đủ quyết đoán. Hắn không đủ quyết đoán là vì hẳn không nhìn thấy hy vọng, kiêng kỳ quá nhiều điều. Hơn nữa, hắn chưa từng thử nghiêm túc liên hệ với người của phái chủ hòa. Cao Phụng Thiên đã điều tra giúp bản vương rồi thật ra những người của phái chủ hòa trong triều đều là trọng thần, cũng có danh vọng rất lớn ở Bắc Mạc. Nếu những người này có thể đoàn kết lại, sẽ không đến mức để Trấn Quốc vương ra cưới trên đầu. Thương Mai nói, trên đầu Trấn Quốc vương ra lại là Hoàng thượng và Tào Hậu. Người hoạt động khắp, nơi để liên lạc với những người này, Hoàng đế và Tào Hậu tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Nói chung, người phải hứa với ta, chuyện gì cũng phải thật cẩn thận. Nếu không được thì chúng ta quay về Đại Chu. Ừ, nàng không cần lo lắng cho bản vương. Ngược lại, nàng đừng để mình quá mệt nhọc, phải ăn ba bữa đúng giờ, một ngày nhất định phải duy trì ngủ bốn canh giờ. Nếu không, nàng cũng sẽ suy sụp mất. Mộ Dung Khanh dặn dò. Ta biết rồi thương mai đáp. Hai người dựa vào nhau, hưởng thụ giây phút yên tĩnh hiếm có này. Nhìn những dân chúng vô tội trong một trại này, thương mai càng chắc chắn bọn họ phải bất chấp tất cả để ngăn cản cuộc chiến này dân chúng làm sao không vô tội chứ bọn họ chỉ muốn sống những ngày tháng bình an thôi lão thất trận chiến lần này bất kể thế nào chúng ta cũng không thể đánh được không chỉ vì dân chúng đại chu chúng ta mà còn vì dân chúng bắc mạc nữa thương mai khẽ nói mộ dung khanh gật đầu nàng không nói bản vương cũng sẽ cố gắng xúc tiến hòa bình hắn không thể bị uất ức một cách uổng công được dù sao hoàng đế bắc mạc cũng phải trả giá đắt cho dã tâm của mình Bọn họ không quan tâm hoàng hậu xử trí tàu quốc cứu thế nào, nhưng hoàng đế đã ra một ý chỉ, muốn tất cả quan viên của Bắc Mạc, tất cả đại phu của cục huệ dân phải toàn lực phối hợp với tất cả hoạt động chữa bệnh của nhiếp chính vương phi của Đại Chu ở Bắc Mạc. Cùng lúc đó, hắn hạ chỉ gọi đại tướng quân Tân Châu cho đại quân Bắc Mạc lùi lại 50 dặm, lại triệu hồi 10 vạn binh mã tiến hành xây dựng lại khu vực thiên tai. Sau khi ý chỉ này được đưa ra, Kỳ Vương ra vui mừng đi tới Mộc trại, thấy mộ dung khanh thì rất hưng phấn nói, bác mạc ta còn có thể cứu được. Hoàng thượng vẫn chưa đến mức bị dã tâm che mờ đi tài đức và sự sáng suốt. Mộ dung khanh rồi một gáo nước lạnh, nếu không đốt lương thảo thì sẽ có ý chỉ này sao? Vẻ mặt kỳ vương ra gượng gạo, mộ dung huynh, huynh để bản vương lừa mình dối người một lát không được à? Mấy năm nay người tự lừa mình còn chưa đủ sao? Chính bởi vì tính thiếu quả quyết này của ngươi mới có thể làm cho Trấn Quốc Vương gia và Tào Hậu được thế leo lên, dao động quyết định của Hoàng đế. Thật ra Mộ Dung Khanh muốn nói Hoàng đế vốn là một kẻ đầy dã tâm, chẳng qua nghĩ đến tình cảm của Kỳ Vương gia đối với Hoàng đế mới nói nhẹ đi. Nhưng hắn tin tưởng trong lòng Kỳ Vương gia cũng hiểu, chỉ là không muốn chọc ra thôi. chương 568, chèn ép Kỳ Vương. Kỳ Vương gia thu liếm thần sắc, Mộ Dung Huynh, Phụng Thiên Huynh đã từng nói kế hoạch của Huynh với bản vương, cũng suy nghĩ rồi, thật ra bản vương trước đó cũng từng nghĩ, chỉ là Huynh dù sao cũng là nhiếp chính vương của Đại Chu, bản vương là có hơi cố kỳ, có điều có lẽ giống như những gì ngươi nói, bản vương tự lừa mình dối người quá lâu rồi, tính cách cũng không quả quyết, mới sẽ luôn bị người khác. Sắt mũi, hiện nay Tân Châu lại về Kinh Đô, một mình bản vương là không làm được cái gì, nếu mộ dung. Huynh băng lòng, bản vương sẽ toàn lực phối hợp với Huynh mộ dung khanh hiện nay không dễ tin kỳ vương ra rồi ngược lại không phải là nói hắn ta có lòng che giấu chỉ là ý chí của người này không đủ kiên định hắn ta là có lòng người lại thiếu mất dũng khí thái tử của bắc mạc còn ở kinh đô điểm này tê nhưng căn cứ theo tin tức từ ám vệ của hắn thái tử của bắc mạc đã khởi hành đi đại chu cho nên hẳn biết thái tử đến đại chu là giả hắn cũng không ngại lời thẳng kỳ vương bản vương hỏi ngươi người đến đại chu làm con tin, là ai? Kỳ vương không ngờ hắn hỏi như thế, thần sắc. Nhất thời không tự nhiên, trầm ngâm một hồi, mới nói, mộ dung huynh biết rồi sao? Mộ dung khanh cười lạnh, thái tử của Bắc. Mà còn ở kinh đô rêu rao, người nói bản vương có thể không biết sao. Nhưng chuyện này bản vương đã che giấu. Hiện nay tất cả mọi người trong kinh của Đại Chu đều cho rằng người đến Đại Chu là thái tử của Bắc Mạc, có điều, bản vương nói cho người biết, giấy không gói được lửa, trong lòng người ta đều rõ, nhưng hiện nay khác rồi, sau khi đình chiến, bác mạc cũng phải nể sắc mặt của đại chu ta vài phần, ngươi là người thông minh, bản vương không nói trong quan hệ lợi hại bên trong. Nếu như muốn hoàng đế của nước ta toàn diện đình chiến tin tưởng ngươi, tin hoàng đế của Bắc Mạc có lòng bồi đắp quan hệ hai nước. Thái tử bắt buộc phải biến mất một khoảng thời gian, kỳ vương nếu như có thể làm được điểm này, chúng ta lại bàn tiếp chuyện còn lại. Sắc mặt của kỳ vương có hơi do dự, biến mất. Chuyện này chỉ sợ bản vương không thuyết phục được hắn, cũng không thuyết phục được hoàng thượng và tào hậu. Mộ dung khanh lạnh lùng nói, kỳ vương không có cách khác sao? Kỳ vương suy nghĩ một lát, vẫn là rất khó xử cái này, rất khó. Mộ dung khanh lắc đầu, kỳ vương, người muốn bản vương làm sao tin tưởng ngươi đây? Một chuyện đơn giản như thế, người cũng không làm được, người là không muốn đi làm hay là thật sự không làm được. Trong lòng ngươi hiểu, trong cung có người của ngươi, thanh phi nương nương, chính là người của ngươi, sao không lợi dụng nàng ta? Ngươi nâng đỡ nàng ta đến vị trí nương nương, lẽ nào chỉ là muốn lấy chút tin tức sao? Kỳ vương bị dọa giật mình, trợn tròn mắt, huynh sao lại biết được? Chuyện này, gần như không có ai biết, ngay cả tào hậu cũng luôn cho rằng Thanh Phi là người của bà A, nghe theo sai bảo của bà ta. Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói, dã tâm của bác mạc ngươi bừng bừng, cũng không phải là chuyện ngày đầu tiên, các ngươi sẽ lưu ý chuyện của Đại Chu A, bản vương cũng sẽ lệnh người cha rõ chuyện của Bắc Mạc. Chuyện này là giả vương nói cho hẳn, khả năng thâm nhập của giả vương ở Bắc Mạc rất mạnh, gần như mỗi ngành mỗi nghề đều có nhân thủ, giả hương vương này thật ra một chút cũng không phế. Thần sắc của kỳ vương thay đổi mấy lần, cuối cùng, cần răng, được, mộ dung huynh đợi tin của bản vương. Mộ dung khanh thấy hẳn ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mới nói, được, bản vương đợi tin tốt của ngươi, có điều nếu như kỳ vương không có đầu mối, bản vương ngược lại có thể chỉ điểm một chút kỳ vương xứng ra nhìn chăm chăm vào hắn bỗng chốc cảm thấy mình là bị mộ dung khanh dẫn dắt tới chỗ lợi hại của vị nhiếp chính vương này hắn ta coi như lĩnh giáo rồi sau khi kỳ vương đi rồi tô thanh và tiêu thác đi tới hai người vừa giúp bệnh nhân thay quần áo sau đó rửa tay quay lại thì nhìn thấy kỳ vương đi rồi vương ra hắn đáng tin không tô thanh đối với kỳ vương có oán khí rất lớn Hắn ta cảm thấy bọn họ là bị lừa đến. Đáng tin ngược lại thì đáng tin, chỉ là hy vọng lần này có thể khí phách một chút, một đất nước nếu không có sống lưng chính trực, không chống đỡ được hy vọng của một dân tộc mộ dung khanh nói. Tô Thanh gật đầu, quả thật là như vậy, theo điều tra của chúng ta về phái chủ hòa của Bắc Mạc, thật sự có khí phách, nhưng quá nửa là người có chức quan hơi thấp, trọng thần của phái chủ hòa cũng không ít, nhưng những lão thần tử này, nói trắng ra, lòng dạ thì tốt. Nhưng có lẽ lan lộn lâu trên quan trường, Bổng Lộc hậu hĩnh, nhà to sản nghiệp lớn, không dám dễ dàng chạm vào giới hạn, mới sẽ bị phái chủ chiến chèn ép mãi. Bọn họ sợ, là vì biết hoàng thượng cũng là người của phái chủ chiến, tiêu thác một câu nói thẳng tới sự thật. Tân Châu sắp tới kinh đô gặp mặt, kẻ địch của chúng ta rất mạnh, Tân Châu, trấn quốc phương gia, Tào hậu ba người liên thủ, phần thắng của chúng ta rất thấp, cho nên mọi hoạt động của chúng ta ở Bắc Mạc đều phải âm thầm tiến hành các ngươi thu dọn một chút, theo bản vương xuống núi, để thương mai không bị quấy dày để nghiên cứu phương thuốc, nếu không chúng ta ở lại nơi này, trung quy sẽ liên lụy đến nàng. Mộ Dung Khanh nói, Tân Châu này, vương gia người đã từng nói chuyện với nàng ta, cảm thấy như thế nào? Tô Thanh hỏi, Mộ Dung Khanh nói, nàng ta lần này bàn chuyện đình chiến với bản vương, là vì tân gia cũng chịu nỗi khổ của bệnh dịch, nàng ta là một người có quan niệm gia tộc rất mạnh, vinh dự của nàng ta, chính là vinh dự của gia tộc, tính cách của nàng ta, Bản Vương cũng không quá rõ, hơn nữa, có lẽ là lăn lội trốn xa trường lâu, nàng ta không có sự dịu dàng mà một nữ tử nên có, bất luận là nói chuyện hay là thái độ, đều là rất cứng rắn, đây là một nữ nhân bá đạo. Một bà cô không gả đi được tiêu thác độc. Miệng nói, Tô Thanh trùng tìm cười một tiếng, ngươi thôi đừng nói nữa, Tân Châu ở Bắc Mạc, vẫn là có người theo đuổi, bao nhiêu người muốn bám vào tần ra cái cây đại thụ này đó lấy một con hổ cái về, cả đời này đều sống vô cùng uất ức, việc gì phải thế? Loan Loan nhà chúng ta tuy nói cũng hơi thô lỗ một chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn giống một nữ nhân. Tiêu Thác mặt mày phơi phới nói, khi nào giống nữ nhân chứ? Tô Thanh tò mò hỏi, Loan Loan mà hẳn biết, bất luận cử chỉ ăn nói đều không có vài phần dáng vẻ của nữ nhân. khi bị bệnh, vô cùng ôn thuận ngoan ngoãn. Tiêu Thác nói, Tô Thanh dùng ánh mắt người đã hết thuốc chữa nhìn hắn ta thích không? thích, tiêu thác cười he he một tiếng, vô. Cùng thích, bỏ đi, giả vờ thâm tình gì chứ. Người ban đầu cũng không muốn lấy nàng ấy tô thanh vạch trần hắn ta, không phải là vì của hồi môn của nhà bọn họ. Nàng ấy chính là của hồi môn tốt nhất, tiêu thác nghiêm mặt quát, tô thanh, người không tim không phổi, phất lờ tình cảm của nhu giao, ta không muốn nói ngươi, nhưng ngươi đừng bôi nhọ tình cảm của ta và loan loan. Tô thanh ừm một tiếng, phải, ta biết ngươi rất thích loan loan, dư quang nơi khóe mắt của hẳn nhìn thấy loan loan đứng ở cạnh cách bọn họ không xa nhu giao cũng có mặt tô thanh hơi nhíu mày nhu giao không phải là mẫu hình mà hẳn thích hẳn thích làm bạn làm huynh đệ với nhu giao nhưng làm thê tử thật sự không được hắn không giống với tiêu thác tiêu thác là bất chi bất giác thật ra hẳn ta sớm đã thích loan loan tiêu thác là hồ đồ nhưng hắn không phải hắn rất rõ cảm tình của mình hắn có người mình thích chỉ là người này bỏ đi, không nghĩ nữa, chuyện chính quan trọng hơn chỉ là nói không nghĩ nữa, lại nhìn thấy người đi ra, ánh mắt của hắn khóa chặt, nhìn nàng ấy, đáy mắt dần dâng lên tia phiền muộn. Chương 569, Trấn quốc vương gia. Tiêu Thác ngẩng đầu, thấy Thương Mai và Linh Lợi từ phòng thuốc bưng thuốc đi ra, liền nói, "Sao ương ra, người và vương phi nói lời tạm biệt đi, chúng ta trở về thu dọn đồ đạc." Thương Mai đứng thẳng người, dặn dò Linh Lợi vài câu, Linh Lợi gật đầu, bưng thuốc đi thương mai đi tới, kỳ vương đi rồi. Đi rồi tiêu thác nói, chúng ta cũng phải đi rồi, trở về thu dọn đồ đạc. Nói xong, hẳn ta kéo tô thanh, tô thanh bần thần thu hồi ánh mắt, ồ. Đi rồi phải không, được, đi thôi. Tiêu thác thấy ánh mắt của hắn kỳ lạ, người làm sao thế? Không sao, có chuyện gì, tô thanh kéo hắn ta vội vàng rời đi. Thương mai nhìn bước chân phi nhanh của tô thanh, không khỏi hỏi tô thanh làm sao thế? ai biết chứ mộ dung khanh liếc nhìn bóng lưng của tô thanh tiểu tử này hai ngày nay hình như có tâm sự thương mai nghĩ tới hành động cổ quái của hẳn hai ngày nay so với trước đây hình như có khác biệt rất lớn chẳng lẽ nhu giao lại tỏ tình với hẳn rồi sao nhưng nhu giao từng nói sẽ không ép hẳn có điều cũng không cần xoắn suýt hiện nay thật sự không phải là lúc để tâm đến chuyện nhi nữ tình trường mộ dung khanh vốn dĩ định tối nay thì đi nhưng an công chúa đến nói trước với hắn nói rõ Trấn Quốc Vương gia và quan viên của Cục Huệ Dân sẽ đến, Mộ Dung Khanh liền định ở đây gặp Trấn Quốc Vương gia trước. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên, rất nhiều đại phu của Cục Huệ Dân tới nơi, sau khi tới thông báo với Tô Đại Nhân, Hoàng đế phái Trấn Quốc Vương gia tới trước hỏi tình hình khu bệnh dịch. Trấn Quốc Vương gia mãi đến khoảng giờ ngọ mới đến bởi vì là Hoàng mệnh cử tới, bách tính của Mộc Trại chưa có nhiễm bệnh đều lũ lượt ra ngoài nghinh tiếp. Trấn Quốc Vương gia là một đội ngũ lớn tới, binh sĩ mà ông ta dẫn tới đều mang theo lương thực và quần áo, còn có một số đồ dùng hàng ngày. Mộ Dung Khanh và Thương Mai đứng ở trước khu phía Tây, thấy một nam nhân tử trung niên cưỡi ngựa trắng khoác trên người áo choàng màu đen, khoảng cách tuy có hơi xa, nhưng lại có thể cảm nhận được khí thế của ông ta thắt lưng của ông ta rất thẳng, đầu hơi ngẩng lên, hình thành tư thế từ trên cao nhìn xuống chúng sinh, tay cầm dây cương, cưỡi ngựa chậm chậm đi tới. Bách tính quỷ bái, ông ta cũng chỉ hơi gật đầu, sau đó cưỡi ngựa đi tới, mãi đến khu phía tây, nhìn thấy mộ dung khanh, ông ta cũng không có xuống ngựa, chỉ từ xa xa cùng mộ dung khanh nhìn nhau. Một người là nhiếp chính vương của đại chu tay nắm quyền sinh quyền sát, còn là chiến tướng chinh chiến xa trường nhiều năm. Một người là trấn quốc vương gia tộc trưởng của Hoàng Thất Bắc Mạc, vô cùng bá khí, thế lực cường đại. Sự va chạm của hai người, cách không khí đều có thể ngửi được mùi thuộc súng. Mộ dung khanh đúng mực, vẻ mặt bình thản. Trấn quốc vương ra khí thế hung hãn, cao ngạo bá khí. Bầu không khí giống như lập tức ngưng động lại, người vận chuyển đồ đạc vật tư, cũng dừng lại, bầu không khí này khiến người ta cảm thấy một giây tiếp theo, hai người sẽ đánh nhau. Nhưng, không có. Trấn quốc vương ra đột nhiên mỉm cười, lật người xuống ngựa, cười ha hả đi tới, nhiếp chính vương, nghe danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, có phúc ba đời. Mộ dung khanh hơi nhếch môi, trên gương mặt tuấn mỹ có một tâm châm chọc trấn quốc vương ra người ta không phải lần đầu gặp mặt ba đời có phúc này như thế nào nói ra được thế trấn quốc vương ra cười ha hả một tay vỗ vào vai của mộ dung khanh mộ dung huynh người vẫn là thú vị như thế mộ dung khanh khẽ tránh bàn tay của ông ta cười như không cười nhìn ông ta thú vị quả thật vậy mọi thứ của đại chu đối với trấn quốc vương ra đều là rất thú vị đi vào trong ngồi trấn quốc vương ra khẽ phất tay rõ ràng vô cùng hào khí nơi này không tiện ngồi đến khu phía đông đi thương mai ở bên cạnh nói trấn quốc vương ra chuyển tầm nhìn lên mặt của thương mai trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngung cuồng nhưng đáy mắt lại nhiều thêm vài phần đánh giá vị này là nhiếp chính vương phi tham kiến vương ra thương mai hơi cúi người được được trấn quốc vương ra đánh giá thương mai biểu tình có hơi châm chọc, Vương Phi thật sự là nữ trung hào thương mai khẽ mỉm cười, câu nữ trung hào. Kiệt này trong miệng của Vương gia, thật sự khiến ta có hơi không biết như nào. Vậy sao, Trấn Quốc Vương gia nhìn cô, vẫn mang theo vài phần nghiên cứu, có lẽ là bản Vương biểu đạt bất thiện, bản Vương là đang tán thưởng Vương Phi, chỉ là bản Vương luôn cho rằng, nữ tử là nên an phận ở trong nhà trăm phu quân dạy dỗ con cái, Vương Phi như này, bản lĩnh. Ngược lại khiến bản vương phải có ánh nhìn khác, Thương Mai mỉm cười, câu nói này của vương gia, thật sự nên gọi Tân Châu đại tướng quân tới nghe. Thử, Tân Châu, Trấn quốc vương gia xứ người, hơi tức giận, vương phi cảm thấy bản thân có thể so sánh với Tân Châu đại tướng quân sao. Mộ Dung Khanh nói, tự nhiên là không thể, Tân Châu có tài có đức gì sánh được với vương phi độc. Nhất của bản vương, Trấn quốc vương gia cười ha hả, nhiếp chính vương Hà, lời này của ngươi nếu là gọi Tân Châu đại tướng quân đến nghe, Nàng ta sợ rằng sẽ muốn liều mạng với ngươi. Trong tiếng cười này, tỏa ra cảm giác âm hàn khó tả, người điếc đều có thể nghe ra ông ta đang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tân Châu, là đại tướng quân của Bắc Mạc, là người thủ lĩnh của phái chủ chiến, trấn quốc phương. Ra há lại để mặc bất cứ ai nói nàng ta không sánh bằng. Đặc biệt, còn là một nhiếp chính vương của Đại Chu. Mộ Dung Khanh không hề có tâm tư gì, phải Trấn Quốc Vương gia vừa nói vương phi của Bản Vương không bằng Tân Châu, Bản Vương cũng muốn liều mạng với ngươi. Tiếng cười của Trấn Quốc Vương gia càng dữ dội hơn, tiếng cười gần như đều đanh lại, "Được, được, Nhiếp Chính Vương quả nhiên là thú vị vô cùng, Bản Vương rất thích." Thương Mai và Mộ Dung Khanh nhìn nhau, đều cảm thấy vị Trấn Quốc Vương gia này thật là điên khùng cuồng ngạo. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Bên này khẩu chiến, bên kia tiêu thác và một tên thị vệ của Trấn Quốc Vương gia gây gổ tiêu thác tính cách nóng nảy, giọng cũng to, lần gây sự này, sự chú ý của mọi người bị thu hút qua. Tiêu thác, có chuyện gì? Mộ Dung Khanh cất giọng nói. Tiêu thác trừng mắt với thị vệ đó, nói, vương gia, vừa rồi có một thôn dân tới lĩnh đồ, hán đẩy người ta một cái, còn chê bai nói những người bệnh dịch này đừng có lại gần. Mộ Dung Khanh nhìn qua, quả nhiên thấy bên cạnh có một thôn dân khúm núm đang đứng. Mộ Dung Khanh nhận ra hẳn ta, bởi vì sau hắn đánh vào mộc trại, chính là thôn dân này giúp di chuyển, rất nhiệt tình, lần này hẳn ta lĩnh vật tư phân phát, là do quen, bởi vì từ khi động đất tới giờ thì hắn ta luôn giúp đỡ mọi người làm việc. Thôn dân này, tên Lý Phúc. Bách tính nghe người mà Trấn Quốc Vương ra dẫn đến chê bai mọi người, còn hạ thủ thì rất tức giận. Trấn Quốc Vương ra lập tức nổi giận, đanh giọng hạ lệnh, người đâu, lôi hắn xuống, đánh ba mười gậy, lấy đó làm gương. Thị vệ đó bịch một tiếng quỳ xuống, nhưng cũng... Không phải là xin tha, chỉ dập đầu nhận tội, vương gia bị chức biết tội lính tội. Mộ dung khanh nhìn hẳn ta bị lôi xuống, bên khu phía tây đánh lên rồi. 10 gậy, chỉ là lấy gỗ vứt đi của nơi này đánh, 30 gậy đánh xuống thật ra cũng không đau, nhưng lại tạo. Nên tác phong trấn quốc vương gia thưởng phạt phân minh, yêu dân như con. Mộ dung khanh chỉ là châm chọc ngoảnh đi, vở kịch này, ân uy cũng ban, ân là ban cho bách tính, uy cũng là làm cho bách tính xem khiến mọi người đều biết, Hoàng thượng tuy hạ chỉ xem trọng mộc trại, nhưng bọn họ cũng phải nhớ thân phận của mình. Hoàng quyền không thể khiêu khích, mộ dung khanh chỉ là nhiếp chính vương của Đại Chu, người chân chính nắm quyền sinh quyền sát, là hoàng đế của Bắc Mạc, hoặc là ông ta trấn quốc vương gia này. chương 570, Cãi nhau Xử lý xong thị vệ, trấn quốc vương gia thân thiện hàn huyên với mộ dung khanh, nói chuyện rất bình thường, nhưng từng chữ lại lộ cảm giác yêu Việt. Sau khi hàn huyên, chủ đề khẽ chuyển hỏi thương mai vương phi có manh mối gì về dịch bệnh chưa có một chút thương mai nói có manh mối gì có tiến triển gì trấn quốc vương ra nhìn cô hỏi thương mai biết ông ta muốn thăm dò bệnh tình cũng biết ông ta muốn thăm dò tiến triển của phương thuốc nhưng há có thể để ông ta biết quá nhiều ben nói hiện nay điều biết được là con đường lây lan dịch bệnh khả năng thông qua tiếp xúc qua không khí hô hấp nước bọt vết thương hở trên da mà lây nhiễm. Hô hấp, thân sắc của Trấn Quốc Vương ra hơi thay đổi, Vương Phi là nói, khi những bệnh nhân này hô hấp, cũng sẽ lây lan bệnh địch. Không sai, cho nên Tô Đại Nhân chọn lựa cách ly là đúng thương mai nói. Trấn Quốc Vương ra cười lạnh, nếu như hô hấp cũng có thể truyền nhiễm, há không phải là ai ai cũng sẽ bị lây nhiễm sao? Xem ra chỉ là kẻ rốt nát, ham danh. Thương Mai lại nghiêm nghị nói, không sai, nếu như có bệnh nhân nói chuyện với vương gia, sức đề kháng của vương gia kém một chút, cũng sẽ bị lây nhiễm. Vậy vừa nãy khu phía tây mà chúng ta ở, là nơi bố trí bệnh nhân, bọn họ hô hấp ở bên trong, khí thoát ra cũng có bệnh sao? Người hỏi là phương thừa tướng của Bắc Mạc, ông ta là cùng chấn quốc vương gia đến khu bệnh dịch an ủi hỏi han bệnh nhân trước. Có thể lý giải như thế thương mai nói. Phương thừa tướng chỉ cảm thấy không thể tin nổi, nếu là như thế, Bắc Mạc Há không phải gánh chịu đại họa sao? không sai thương mai lời ngắn ý gọn, chỉ là thông tin không tiết lộ quá nhiều, thậm chí ngay cả là dịch bệnh gì cũng không nói. Trấn Quốc Phương ra tự nhiên là không tin, dịch bệnh tuy phát trong cả khu, nhưng lượng người chết cũng không nhiều, hơn nữa người truyền bệnh cũng không phải đặc biệt nhiều, ít nhất trong một trại này, mấy nghìn người cũng chỉ có mấy trăm người nhiễm bệnh. Trấn Quốc Phương ra không biết, những người nhiễm bệnh này, ở một trại mà nói hàng trăm cũng tính là rất lớn, là người có 10% bị lây bệnh vậy chữa trị thế nào phương thuốc có rồi trấn quốc vương ra hỏi thương mai nói đã có chút manh mối rồi chỉ là có manh mối vương phi tiến vào khu dịch cũng có ba ngày rồi trấn quốc vương ra đề cao âm lượng rõ ràng rất không vui không bằng vương ra hỏi thử những đại phu ở khu dịch đó đi khu dịch bùng phát đến nay có nửa tháng hơn rồi bọn họ tìm được manh mối gì trấn quốc vương ra liếc mắt qua đại phu của cục huệ dân bọn họ đều không hẹn mà cùng cúi đầu sau đó oán hận nhìn thương mai vậy vương phi dự tính khi nào có thể nghiên cứu ra phương thuốc trấn quốc vương gia kiên nhẫn hỏi thương mai suy nghĩ một lát không thể nói chính xác khi nào một hai ngày không chừng ba bốn ngày không chừng bảy tám ngày cũng không biết chừng trấn quốc vương ra cười cười vừa châm chọc vừa lãnh khóc vương phi đang đùa bản vương vương gia cho rằng như vậy sao thương mai nhíu mày lẽ nào không phải sao, có thể chữa trị không, Vương Phi khi tiếp xúc với bệnh nhân liền biết rồi nhỉ. Có thể nghiên cứu ra phương thuốc không, cũng đã ba ngày rồi, còn chưa có kết luận, Vương Phi không phải đang đùa bản Vương thì là gì. Mộ Dung Khanh nghe thấy lời này, cười lạnh ột tiếng, Vương ra nói lời này, khiến bản Vương cảm thấy bắc mạc này thật là nơi long hổ quy tụ. Mới tiến vào khu dịch ba ngày thì muốn phương thuốc, không có phương thuốc chính là đang trêu đùa, thật sự nực cười sau đó Trấn Quốc Vương ra hỏi bất cứ cái gì, thương mai đều che giấu vài phần, thậm chí, cuối cùng nói phải xem tình hình của bệnh nhân rồi rời khỏi. Thương mai đi rồi, liền chỉ còn lại mộ dung khanh và Trấn Quốc Vương ra nói chuyện. Hai người bá chủ, nói chuyện tự nhiên là xoay quanh chiến tranh. Ví dụ, trận chiến trận này của Bắc Mạc và Đại Chu. Nhiếp chính vương, bản vương luôn rất tò mò, Đại Chu các người hiện nay binh lực không đủ, nhưng các người cũng dám hưng binh đến phạm, chẳng lẽ hoàng đế Đại Chu các ngươi lại là một kẻ đồ hồ?" Mộ Dung Khanh xoay chiếc nhẫn trong tay, liếc nhìn Tô Thanh, hắn khinh thường trả lời vấn đề này. Tô Thanh cười lạnh một tiếng, "Trấn Quốc, vương gia mới là người thú vị thật sự, bốn chữ hưng binh đến phạm này dùng thật khéo, Đại Chu chúng ta phạm ai rồi? Là ai muốn nuốt cương thổ của Đại Chu ta?" Phòng ngự trong mắt của Trấn Quốc vương gia, vậy mà là xâm phạm. Ví dụ hai người đánh nhau, một người càn ngược công kích người còn lại phản kích lại thì không được sao. Trấn Quốc Vương ra nhìn Tô Thanh, tiểu tử của Tô ra phải không? Mồm miệng sắc bén đó. Chê cười rồi, Tô Thanh thản nhiên nói. Người mồm miệng sắc bén, trên chiến trường, đa số là sợ chết Trấn Quốc Vương ra cười nói, lời nói rất xem thường. Ông ta tự nhiên là xem thường Tô Thanh, nếu không phải là ỷ vào phong quang của Tổ tiên, Tô Thanh hắn tính là cái thá gì? Vậy Trấn Quốc Vương gia nhất định rất sợ chết rồi mộ dung khanh lạnh lạnh nói, nghe người hôm nay thao thao bất tuyệt, thật ra cũng tính là người mồm miệng sắc bén. Trấn Quốc Vương gia nhìn mộ dung khanh, mỉm cười, nhiếp chính vương, người biết người bây giờ là ở trên đất của Bắc Mạc không? Mộ dung khanh cười lạnh nói, vậy Trấn Quốc Vương gia biết, hiện nay đại chu binh cường ngựa khỏe, Bắc Mạc ngươi lương thực không đủ, nếu bản vương một khi không vui, dẫn binh đánh vào, Bắc Mạc các ngươi cầm cự được mấy ngày. Hơn nữa, lương thực lần này của bác mạc các ngươi tại sao bị đốt? Xét đánh, đến ông trời cũng không định cho bác mạc các người đường sống, người lại có mặt mũi gì ở đây diễu võ dương oai chứ? Ngươi, Trấn Quốc Vương ra tức đến nỗi mặt mày xanh lè, ngươi nói linh tỉnh cái gì? Thương Thảo bị xét đánh cháy, chuyện này tạm thời không thể công khai ở trong kinh, nhất là hôm nay còn có người của phái chủ hòa ở đây, phen hỏi han an ủi này chính là làm cho những người này xem hiện nay những người này nghe thấy lời mộ dung khanh nói đã mang theo sự nghi hoặc nhìn hắn thân sắc của ông ta chuyển biến rất nhanh chủ đề chuyên biến càng nhanh bản vương vừa rồi lời nói đã đắc tội nhiều nhiếp chính vương đừng trách đúng rồi nghe nói tần lâu nổi tiếng nhất của đại chu bản vương thật sự muốn đi xem thử người của đại chu thích nhất nhàn nhã tần lâu cũng rất nhiều bản vương ngưỡng mộ chủ đề này mộ dung khanh tự nhiên là khinh thường trả lời vì thế Tô Thanh liền trả lời, tân lâu của Đại Chu nổi tiếng không nhiều, Xuân tỉnh lâu tính một cái, không như Bắc Mạc, trong kinh đô này đường lớn ngõ nhỏ, đều có đủ loại tần lâu lớn nhỏ, nói ra, tương lai cũng muốn đến xem thử. Một tướng quân của phái chủ tướng đi cùng, nghe thấu Tô Thanh nói chuyện cứ mang ý châm chọc thì không khỏi cũng tức dập ều nói người của Đại Chu âm nhụ, thích chơi trò miệng lưỡi, cũng thích dùng âm mưu, hiện nay xem ra, quả thật như thế. Lời này, tương đương nói Đại Chu lắm kẻ gian xảo quỷ quyệt, Tiêu thác trước đó thấy mọi người khẩu chiến, hắn ta không có tiếp kịp, trong lòng nôn nóng, hiện nay nghe thấy tướng quân này nói chuyện thì lập tức có lời phản bác rồi, dùng âm mưu quỷ kế, điều này chứng minh chúng ta có đầu óc, không giống một số người, nhìn mặt to đầu to, nhưng nhìn một cái thì biết là kẻ vô dụng không có não. Người nói ai là kẻ vô dụng không có não, con người ngươi nói chuyện sao lại tổn thương người ta như thế. Tướng quân đó cũng là một kẻ thô lỗ, xúc. Động, nghe tiêu thác nói, lập tức dựng lông rồi. Không nói ngươi, nhưng ngươi tự muốn nhận, ta cũng hết cách tiêu thác chừng to mắt nói. Ngươi, tướng quân đó vốn từ kém, không biết phản bác. Tô Thanh cười rồi, tiêu thác nói chuyện không có kỹ xảo gì, nhưng tướng quân này, ngay cả tiêu thác cũng cãi không lại, có thể thấy thật là một tên không có não. Trận đối đầu này tạm thời thiết lập quan hệ đối lập, Trấn Quốc vương ra nhìn mộ dung khanh, mộ dung khanh cũng nhìn ông ta, trong lòng hai người đều nghĩ cùng một câu thẳng thắn, ta muốn đùa chết ngươi. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 38